chương 1511. Thiên Vu xuất hiện. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1511. Thiên Vu xuất hiện huyển thải thần chủ vẫn lạc, đối với huyển thần thánh địa còn thừa lại nhân viên tâm thần, tạo to khổng lồ trùng kích. Mà triệu phong kích sát huyển thải thần chủ sau, ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, càng là lệnh mọi người rợn cả tóc gáy, run cầm cập lo lắng. Trốn! bích phát bà lão tức khắc bất chấp, thi triển huyết mạch bí pháp, hướng quan tộc thần quốc to khổng lồ chỗ hỏng bỏ chạy. Cái này chỗ hỏng là bị thiên cơ tộc oanh phá, tổn thương khá lớn, mà mộ cốc một mực chuyên chú chiến cuộc, bởi vậy cũng không có chữa trị. Còn muốn chạy. Triệu phong hừ lạnh một tiếng, thôi động thời không pháp tắc thuấn di mà ra. Hắn liền huyễn thải thần chủ đều dết có thể nói cùng huyễn thần thánh địa triệt để kết thù kết quán. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải nhân từ, huyễn thần thánh địa người, có thể giết một là một cái, bằng không, những người này ngày sau đều muốn thành là địch nhân của mình. Hư, u, u trong hư không gần sóng từng trận, triệu phong thân hình, cấp tốc tiếp cận bích phát bà lão. Huyễn thần thánh địa còn lại người, có thể giao cho phân thân, thái cổ chủng tộc đám người, nhưng tam trọng thiên bích phát bà lão, chỉ có triệu phong có thể đối phó. Chính đang ẩn trốn bích phát bà lão, mắt thấy phía sau triệu phong tiếp cận, Tốc độ kia cực nhanh, tự hồ lập tức là có thể đuổi kịp tự mình. Một chi pháp tắt vận chuyển, trong tay nàng bích ngọc mộc trượng liên tục huy động. Oanh vu vu. Thân thể nàng bốn phía, nổi lên vô cùng ánh sáng xanh lục, bên trong bỗng nhiên bắn ra rất nhiều tráng kiện mộc đằng, giống như là có sinh mệnh cấp tốc vặn vẹo, hướng về phía sau tuôn ra. Đối mặt bích phát bà lão bí thuật ngăn trở, triệu phong nghiễm nhiên không sợ. Trong tay hỗn độn lôi kiếp kiếm huy vũ liên tục đáng sợ kia lực phá hoại, đem trước mắt sở hữu một đằng, toàn bộ phá hủy. Ô, ô, n, dê vù vù. Nhưng là, này một đằng sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, dường như có thể vô hạn sinh trưởng, theo kia lục quánh nguồn sáng trong tầng tầng lớp lớp toát ra, không ngừng tấn công về phía triệu phong. Mà khi triệu phong chuẩn bị vòng qua thời gian, giữa thiên địa cự một đằng, lại từ bốn phương tám hướng, cuốn quanh mà tới. Đối mặt tình huống như vậy, Triệu phong chỉ có thể phá hủy ngọn nguồn. Hỗn động tỏa Triệu phong hai tay nện ra hai cổ khổng lồ hỗn động chi lưu, lấy lôi đình tốc độ, nhằm phía phương xa đoàn kia lục quánh nguồn sáng. Nháy mắt, hỗn động loạn lưu xoay vòng mà lên, đem bao khỏa, cũng cấp tốc trút lại. Tại hỗn động tỏa ức chế dưới, kia lục quánh nguồn sáng lực lượng từ từ bị thôn phệ, giữa thiên địa cự mộc đằng từ từ khô héo đi. Phương xa, chính bỏ chạy bích phát bà lão thấy Triệu Phong nhanh như vậy giải quyết nàng bí thuật, trong lòng giật mình. Trước, chính mắt thấy Triệu Phong chém vết huyễn thải thần chủ quá trình, làm cho bích phát bà lão đối với Triệu Phong có một chút lý giải, biết huyễn thần tộc một chút bỏ chạy bí pháp, đối với Triệu Phong có lẽ vô dụng. Bởi vậy, nàng nghĩ ra một chiêu này cản trở Triệu Phong, mặc dù có hiệu quả, nhưng như trước rất nhanh bị Triệu Phong giải quyết. Địa bạo kinh tinh Triệu Phong mắt trái trong, tụ tập đại lượng hỗn độn chi lực, vặn vẹo thành một cái hôn ám màu bạc sẫm quả cầu tròn hưu u u kia quả cầu tròn nháy mắt bắn ra hướng phía trước bỏ chạy bích phát bà lão công kích mà đi bích phát bà lão nhận thấy được triệu phong đồng thuật công kích chuẩn bị né tránh oanh phanh bồng nhưng là nàng chưa kịp bắt đầu né tránh kia hôn ám ngân cầu liền bỗng nhiên muốn nổ tung lên địa bạo kinh tinh trúng đích mục tiêu sau vốn liền sẽ nổ tung triệu phong chẳng qua là lệnh trước thời hạn nổ tung mà thôi một cổ hỗn loạn cường đại thần lực, chấn động ra tới, lan đến gần bích phát bà lão trên người. Này một bộ phận thần lực công kích, tuy rằng cường độ không lớn, không đủ để lệnh bích phát bà lão trọng thương, nhưng một cổ thời không pháp tắc lại hàng lâm ở trên người nàng, đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Đáng trách thời không pháp tắc. Bích phát bà lão nổi lòng táo bạo, giận dữ mắng. Nếu không phải thời không pháp tắc, triệu phong cũng sẽ không có nhanh như vậy tốc độ thời khắc này nàng cũng sẽ không bị ảnh hưởng, tất nhiên có thể thuận lợi đào tẩu. Nhưng vào lúc này, một cổ cường đại thần lực ba động hàng lâm mà tới. Bích phát bà lão xoay người, nện ra vô số đạo bích lục sóng ánh sáng. Quanh phanh bồng. Bích lục sóng ánh sáng cùng triệu phong hỗn động lôi kiếp trảm, âm ầm va chạm, nhưng không đến khoảnh khắc liền vỡ vụn. Để cho ta đưa ngươi đi bồi huyển thải thần chủ đi. Triệu phong sát yến nghiêm nghị, trong tay hỗn độn lôi kiếp kiếm, điên cuồng chém vào mà ra. Đối mặt triệu phong mạnh mẽ như vậy thế công, bích phát bà lão thôi động thần lực, tại thân thể bốn phía hình thành một cái mộc văn lòng sáng. Oanh phanh nhưng mà, một văn lòng sáng không chống đỡ bao lâu, đã bị triệu phong oanh phá ra. Bích phát bà lão bị triệu phong bổ trúng hai kiếm, trên người lưu lại hai đạo to khổng lồ miệng máu, thân hình hướng phương xa bay ngược mà ra. Triệu phong, U Vân Thần Vương lập tức liền qua đây, ngươi chắc chắn phải chết. Bích phát bà lão phun ra một ngụm máu lớn sau, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm triệu phong. Không cần nghĩ cũng biết, U Vân Thần Vương là huyễn thần thánh địa thần vương. Thực tế, triệu phong cũng kỳ quái, thánh địa thần vương vì sao không có xuất động. Nhưng mà, triệu phong cũng không có tin tưởng bích phát bà lão. Địch nhân lời nói, có thể nào đơn giản tin tưởng, có lẽ bích phát bà lão chính là định dùng này, tới nhiễu loạn, đe dọa triệu phong, nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng là, cái này cũng làm cho Triệu Phong cảnh giác, nhất thiết phải mau chóng giải quyết chiến cuộc, sau đó rời đi. Mộng huyễn hóa. Triệu Phong mắt trái trong, bản nguyên chi lực trào động mà lên. Trong mắt trái, từng tầng một mộng huyễn quan vụ xoay tròn mà ra, thấm vào thiên địa không gian. Thoáng chốc, lấy Triệu Phong làm trung tâm, phương viên khoảng cách nhất định bên trong, hết thảy sự vật đều bịt kín một tầng mộng huyễn sắc thái loại cảm giác này. Bích phát bà lão bỗng nhiên cảm giác, tự mình tinh khí thần các phương diện trạng thái, cấp tốc hạ thấp, mà trong lòng nạn, cũng sinh ra một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Diệt. Triệu Phong nhìn chầm chầm bích phát bà lão, tâm niệm lực lượng vận chuyển, hình thành một cái ý niệm mãnh liệt. Không tốt. Bích phát bà lão chợt nhớ tới, trước Triệu Phong từng thi triển qua một chiêu này, không hiểu diệt sát huyển thần thánh địa phần lớn thành viên nàng lập tức thôi động huyết mạch, vận chuyển pháp tắc, ngăn chặn này cổ huyền diệu sức mạnh khó lường. Có thể làm sao, trước liên tục đại chiến, hơn nữa thi triển, vô hạn mộng yểm, huyết mạch chi lực còn dư lại không nhiều. Hưu, u, u, triệu phong huy động hỗn độn lôi kiếp kiếm, trạm hướng bích phát bà lão. Tại duy trì mộng huyễn hóa dưới tình huống, triệu phong bản thân thực lực trạng thái, sẽ có trượt. Nhưng hôm nay bích phát bà lão, đã là nỏ mạnh hết đà, càng thêm suy yếu. Oanh ầm. Bích phát bà lão cắn răng một cái, rảnh tay, thi triển ra một tầng bích lục quan đoàn, đánh phía triệu phong công kích. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều hơn hỗn độn lôi kiếp kiếm mang, hàng lâm mà tới. Tại ngăn chặn mộng huyễn hóa dưới tình huống, bích phát bà lão trạng thái càng kém. Oanh phốc bích phát bà lão kiệt lực ngăn chặn, nhưng như trước có ba đạo kiếm mang, chém ở trên người của nàng. Cùng lúc đó, do cho nàng phân thần quá nhiều, mộng huyễn hóa năng lực thừa lúc vắng mà vào, lệnh thân thể nàng, tiêu tán phần nhỏ. Do này, thương thế của nàng trở nên mới vừa thêm thảm trọng. Chết! Triệu Phong điều động hỗn độn chi lực, lôi kiếp lực lượng, vung trảm ra uy lực khổng lồ một kích. Không! Bích phát bà lão hoảng sợ kêu lên, bỗng nhiên tế xuất tự mình thần quốc. Trong hư không, xuất hiện một cái màu xanh sậm thông đạo, nàng cấp tốc trốn vào trong nhưng là triệu phong tốc độ nhanh vô cùng thông đạo còn chưa đóng kín trước cũng tiến nhập bên trong trưởng lão xa một bên huyễn thần thánh địa hoàng y nam tử không khỏi kêu sợ hãi theo lý thuyết trốn vào tự mình thần quốc cần phải càng cụ ưu thế bạch cũng không lâu lắm trong hư không xuất hiện lần nữa một cái lối đi một đạo ngân y thân ảnh từ đó nhảy lên ra thấy triệu phong sống đi ra huyễn thần thánh địa thành viên đã biết kết quả. Triệu Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho dù bích phát bà lão trốn vào thần quốc trong, như trước tránh không đồng nhất chết. Ngược lại thì chỗ này thần quốc, bây giờ thành vật vô chủ, bị Triệu Phong bỏ vào trong túi. Bích phát bà lão đã là Triệu Phong sau khi đột phá, chém giết cái thứ hai tam trọng thiên thần chủ. Đương nhiên, bích phát bà lão cùng huyễn thải thần chủ, đều người mang thương thế, không tại trạng thái toàn thịnh hưu u u kích sát bích phát bà lão sau triệu phong tiếp tục giết hướng huyễn thần thánh địa còn thừa nhân viên trơ mắt nhìn triệu phong chém vết bọn họ thánh địa hai đại tam trọng thiên thần chủ triệu phong khủng bố đã thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ thấy triệu phong công tới bọn họ tức khắc sợ mất mật cái gì đều không cố cuốn quyết chạy trốn nhưng là lấy triệu phong tốc độ cùng công kích diệt sát những người này dễ dàng không đến khoảnh khắc huyễn thần thánh địa toàn diệt. Thời khắc này, Triệu Phong nhìn cực xa thiên cơ tộc chiến trường. Hưu, U, U Vũ Lưu Bình cùng còn thừa vài tên thiên cơ tộc thành viên, cưỡi tại màu xám bạc kim loại mâm tròn, chính cấp tốc bỏ chạy. Nguyên lai, Triệu Phong chém vết huyễn thải thần chủ cùng bích phát bà lão thời gian, thiên cơ tộc liền lựa chọn rút lui. Khi kim loại mâm tròn tốc độ cực nhanh, bay nhanh chạy trốn, nhưng mộ cốc tốc độ cũng không chậm, theo sát sau, một mặt băng lạnh sát ý. hưu u u, Triệu Phong lập tức chạy tới, chuẩn bị chặn lại Vũ Lưu Bình. Triệu Phong, thiên chủ đại nhân chính đang đuổi tới, người chắc chắn phải chết. Vũ Lưu Bình một mặt phẫn hận chi sắc. Thiên chủ. Nhắc tới tên này, Triệu Phong tâm thần một kinh sợ. Ban đầu ở thiên cơ tộc thần quốc thời kỳ, thiên chủ để lại cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu. Hắn vững tin, bây giờ nếu là đối mặt thiên chủ, hắn chút nào không sức chống cự, chắc chắn phải chết, trốn khả năng cũng không có. Mộ cốc tiền bối, ngươi đi chữa trị thần quốc, chuẩn bị dời đi ly khai, người này giao cho ta. Triệu Phong truyền âm nói. Thiên chủ đối với thứ chính thần mâu tình thế bắt buộc, Vũ Lưu Bình Thân là thiên cơ tộc, nhất định trước tiên thông tri thiên chủ, nguyên do Triệu Phong nhiều ít còn có chút lo lắng. Được. Mộ cốc lập tức đi xa. Thiên cơ tộc thật sự là khó chơi, cùng dài phía dưới, hắn rất khó kích sát đối phương. Mặt khác, thiên cơ tộc chủng tộc khủng bố, hắn cũng sâu có lý giải, nếu là đối phương thật có cái gì cường giả dạ chính đang đuổi tới, bây giờ dời đi trận địa, đích thật là trọng yếu nhất. Vũ Lưu Bình nội tâm nhỏ vui, đồng thời đối mặt mộ cốc cùng thứ chính thần mâu, hắn rất có thể vẫn lạc, nhưng đơn độc đối mặt trong bất kỳ người nào, hắn có niềm tin cực lớn chạy thoát. Bất quá bỗng nhiên, vũ lưu bình cảm thụ được một cổ quen thuộc mà cường đại khí tức đây là thiên cơ tộc huyết mạch khí tức vũ lưu bình nội tâm hơi kinh hãi chẳng lẽ là trợ giúp nhưng hắn vẫn chưa phát ra trợ giúp cầu cứu nhưng vào lúc này một cổ màu bạc sầm quan huy theo thần quốc chỗ lỗ hổng trào tới thiên cơ tộc khí tức hơn nữa thật mạnh triệu phong tâm thần chấn động vừa mới vũ lưu bình nói thiên chủ chính đang đuổi tới bây giờ liền phát sinh một màn này, hắn thậm chí hoài nghi, chính là thiên chủ tới. Ô, ô, n, dê âm. Cổ kia màu bạc sậm thần huy, tới đến trên không, không ngừng trao động, biến thành một cái to khổng lồ hư ảnh, tản mát ra vô cùng sức mạnh to lớn. Đó là một cái thân hình to lớn lão giả, hoa trăm già nu chòm râu, tóc, phía sau có một cái phong cách cổ xưa cho xác, trên có rất nhiều cổ lão mà ẩn chứa vô cùng ảo lý đồ án lão giả đôi mắt thâm thúy như tinh không vũ trụ, quan sát phía dưới, dường như đem hết thảy để ở trong mắt. Thiên cơ tộc Thân trong nước, quan tộc cùng thái cổ chủng tộc, cự thần tộc đám người, mỗi cái như lâm đại địch. Căn cứ bộ mặt của người nọ đặc trưng, tuyệt đối là thiên cơ tộc không nghi ngờ, hơn nửa chỗ này hư ảnh trong tản ra khí tức, sức mạnh to lớn, lệnh ở đây tâm thần của mọi người đè nén không gì sánh được. Không phải thiên chủ. Triệu Phong trong lòng nỉ non. Tuy rằng như vậy, nhưng Thiên Cơ tộc sâu không lường được, trong có hắn chưa thấy qua cường giả đỉnh cao, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bên kia Vũ Lưu Bình, vào giờ khắc này lại kinh hãi không gì sánh được. Thiên Vu. Vũ Lưu Bình há to mồm, có một số nghẹn lời. Hắn nguyên vốn còn muốn, chẳng lẽ là phụ cận nghịch Thiên phái cường giả qua đây, lại không nghĩ rằng, tới người lại là Vũ Thiên Vu. Triệu Phong, chúng ta rốt cục lại gặp mặt Vũ Thiên Vu nhìn Triệu Phong, lộ ra nụ cười ấm áp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1512 Thiên Vu mời Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1512 Thiên Vu mời quan tộc thần quốc trong, Vũ Thiên Vu hư ảnh xuất hiện thời gian. Xích tinh vực biên giới ô ô n dê hưu hưu trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái xoay tròn không gian dòng nước xoáy bên trong chậm rãi tái hiện một bóng người tên này hắc y lão giả tóc đen không gió mà bay dường như một đầu đen như nước sơn thác nước kia u hắc thâm thúy trong con ngươi lập lòe âm lãnh quan mang hắn xuất hiện sát na phụ cận hư không hết thảy gần như động lại trở nên trầm trọng vô cùng người này chính là Xích Tinh vực huyển thần thánh địa thần vương cường giả, U Vân thần vương. Thứ chín thần Mâu, không nghĩ tới ngươi lại có thể tại Xích Tinh vực. U Vân thần vương thấp giọng nỉ non. Lúc trước hắn nhận được tin tức, Triệu Phong hiện thân thông đại vực, cũng được đến bổ thiên tộc truyền thừa. Trước đây sau không đến hai ba tháng, Triệu Phong lại có thể hoành quán mấy cái đại vực, tới đến Xích Tinh vực. Nếu không phải cái tin tức này là do huyển Thải thần chủ truyền tới, hắn định sẽ không tin tưởng. Chẳng biết tại sao, tuy rằng biết được thứ chín thần mâu vị trí cụ thể, nhưng U Vân thần vương trong lòng luôn luôn chút không rõ bất an. Chờ ta được đến thứ chín thần mâu, liền lại có thể trở thành thần vương chúa tể. Nhưng nghĩ đến thứ chín thần mâu, U Vân thần vương liền khó mà kìm lại tâm tình, không khỏi kích động. Liền khi U Vân thần vương chuẩn bị xuất phát thời gian, hắn tiếp thu được một đầu tin tức, đến từ chính huyển thần thánh địa cao tầng trưởng lão cái gì mộng yểm thú vương sắp phá tan phong ấn u vân thần vương thân thể tức khắc chấn động mộng yểm thú vương là phong ấn tại huyễn thần thánh địa trong một con gần như thần vương cấp bậc khủng bố cổ thú do cấp bậc rất cao coi như là u vân thần vương đều khó mà thuần phục trừ phi mời tới thần vương cấp tuần thú sư yêu cầu này quá hà khắc nguyên do huyễn thần thánh địa liền đem phong ấn tại bên trong cấm địa hơn nữa mộng yểm thú vương phát ra lực lượng vô hình còn có thể lợi cho huyễn thần thánh địa đệ tử tu hành tìm hiểu huyễn đạo mộng đạo huyễn thần thánh địa phồn thịnh cường đại mộng yểm thú vương cũng có nhất định cống hiến trấn áp mộng yểm thú vương phong ấn mỗi trăm vạn năm gia phong một lần bây giờ cần phải còn có năm ngàn năm lâu làm sao sẽ trước thời hạn phá phong u vân thần vương nội tâm có một số bực bội mộng yểm thú vương vô cùng cường đại trừ thần vương cường giả tối thiểu cũng cần mấy cái cường đại tam trọng thiên thần chủ, khả năng chế trụ. Mà một khi mộng yểm thú vương phá tan phong ấn, lấy nó đối với thánh địa cưu hận, nhất định sẽ trả thù, đến lúc đó huyễn thần thánh địa đem bị to khổng lồ đã kích, toàn bộ xích tinh vực cũng sẽ nên đón tai nạn. Có thể nói, một khi mộng yểm thú vương phá tan phong ấn, mà lại trễ ngăn lại, toàn bộ xích tinh vực liền hủy. Trong lúc nhất thời, U Vân Thần Vương rơi vào lưỡng nan tình trạng, như hắn đi trước truy bắt thứ chín thần mâu thánh địa còn có xích tinh vực sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng tai nạn hắn cảm giác đây hết thảy cũng quá xảo vừa vặn hắn chạy về xích tinh vực chuẩn bị đi bắt thứ chín thần mâu thời gian mộng yểm thú vương sẽ phải phá tan phong ấn huyễn thần thánh địa huyễn thần tộc đời trước hàng tỷ năm cơ nghiệp tuyệt không thể hủy thứ chín thần mâu bản thần cũng có cách đối phó sau cùng u vân thần vương có quyết định hai người này đều không có thể mất đi. Bạch Mây đen ảo động, một gã h y trung niên, từ đó xuất hiện. Tên này hắc y trung niên đúng là hắn phân thân, diện mạo cùng U Vân Thần Vương giống nhau đến mấy phần, tự như lúc còn trẻ hắn. Phân công nhau hành sự. U Vân Thần Vương thấp giọng nói, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch h y trung niên hướng một hướng khác mà đi. U vân thần vương này là phân thân, có hắn bốn thành thực lực, cho dù vô pháp bắt thứ chín thần mâu cũng có thể chế trụ. chờ u vân thần vương giải quyết xong, mộng yểm thú vương lại chạy tới là được. cùng thời khắc đó, quan tộc thần quốc trên bầu trời nổi lơ lửng kình thiên hư ảnh, lệnh thần quốc bên trong mọi người ngưng mắt nhìn mà đi, ngưng trọng không gì sánh được. triệu phong, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. vũ thiên vương nhìn triệu phong lộ ra nụ cười ấm áp. triệu phong tức khắc sững sờ thiên cơ tộc người biết hắn cũng không thần kỳ, nhưng nghe đối phương ngôn ngữ ý tứ, tự hồ là thấy qua tự mình. Vì sao Triệu Phong một chút ấn tượng cũng không có? Len Ken Tiểu tạc miêu ném ra mấy cái cổ đồng tiền, trong con ngươi hiện lên một tia lượng sắt. Phương xa, Vũ Lưu Bình nội tâm kinh động không ngớt, hắn không nghĩ tới, Vũ Thiên vu khóa không hình bóng, lại có thể hàng lâm tại trong. Xem ra, trí giả phái vẫn là sẽ ngăn trở thiên chủ kế hoạch. Vũ Lưu Bình nội tâm thầm nói. Hư, u, u trưởng khống màu xám bạc kim loại mâm tròn, Vũ Thiên Vu cấp tốc ly khai. Còn muốn chạy. Triệu Phong sắc mặt trùng mình, chuẩn bị ra tay. Nhưng cùng lúc, hắn hơi nghi hoặc một chút. Này khóa không hư ảnh lúc đó chẳng phải thiên cơ tộc người sao. Vì sao Vũ Lưu Bình một bộ kinh sợ bộ dạng, điên cuồng bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Triệu Phong, U Vân Thần Vương đã chạy về xích tinh vực, dành thời gian, ly khai nơi này đi. Vũ Thiên Vu chậm rãi ra tay, chẳng qua là nhàn nhạt liếc Vũ Lưu Bình một mắt, liền không đi nhiều quản. U Vân Thần Vương Nhắc tới tên này, mọi người tại đây tâm thần một kinh sợ. U Vân Thần Vương là huyễn thần thánh địa thần vương cường giả, coi như là mộ cốc, cũng không có đem giữ tại U Vân Thần Vương trong tay chống đỡ dưới mấy chiêu. Người đến tột cùng là người nào? Triệu Phong lập tức hỏi, vì sao tên này thiên cơ tộc người, phải báo cho bọn họ cái này. Thời khắc này, Triệu Phong đã không có tâm tư đi giết Vũ Lưu Bình. Nếu như U Vân Thần Vương thật chính đang đuổi tới, chờ hắn giết chết Vũ Lưu Bình, có lẽ U Vân Thần Vương cũng đến. Ta một phân thân, từng ở thanh hoa vực lục vu tháp, ở qua một đoạn thời gian. Vũ Thiên Vu đơn giản rõ ràng nói. Lục vu. Triệu Phong não hải chấn động, tức khắc rõ ràng hắn sớm liền phỏng đoán lục vu trí giả khẳng định không đơn giản lại không nghĩ rằng lục vu trí giả chỉ là một phân thân bây giờ lục vu trí giả bản thể lấy khóa không hình bóng thủ đoạn chủ động hiện thân lục vu trí giả khẳng định sớm liền phỏng đoán ra triệu phong thứ chín thần mâu thân phận nhưng hắn cũng không có đoạt mâu bởi vậy triệu phong phỏng đoán thân là thiên cơ tộc lục vu trí giả khả năng không phải địch nhân một bên tân vô ngân cũng lộ ra khiếp sợ. Ngươi là trí giả phái chứ? Mộ cốc chủ động hỏi. Lúc trước nghịch thiên phái tấn công quan tộc thời gian, trí giả phái giúp đỡ qua quan tộc, thậm chí còn, mộ cốc đối với vũ thiên vu hình tượng, có một chút ấn tượng. Trí giả phái. Triệu phong bừng tỉnh đại ngộ. Thiên cơ tộc sự tình, mang hoang thần vực rất nhiều cường giả đều biết một chút. Cái này cực đủ trí tuệ lực chủng tộc, cũng không hòa bình, nội bộ chia làm hai phái một là nghịch thiên phái đi ngược lên trời một cái khác còn lại là trí giả phái thuận theo mệnh trời phụ tá thương sinh nói như thế thiên chủ xuất lĩnh thiên cơ tộc thành viên phải làm là nghịch thiên phái mà vũ thiên vu thuộc về trí giả phái do này liền có thể giải thích lúc trước lục vu trí giả vì sao không có cướp đoạt triệu phong thứ chính thần mâu không sai nếu là ngươi không chỗ nào có thể đi lời nói có thể tới chỗ của ta. Vừa mới dứt lời, Vũ Thiên Vu hư ảnh, bỗng nhiên ảm đạm vài phần. Do này đó có thể thấy được, Vũ Thiên Vu bản thể, tại cự ly xích tinh vực chỗ xa vô cùng. Mà quan tộc, cự thần tộc rơi vào trầm tư. Bây giờ, xích tinh vực là không ở lại được, tần vô ngân trước cũng chưa nghĩ ra, nên di chuyển đến địa phương nào đi. Trí giả phái bên kia, đích thật là cái an toàn địa phương, cho dù thánh địa tra đến tung tích của bọn họ cũng không dám tại trí giả phái địa bàn ngang ngược hắn sở dĩ chần chờ là bởi vì bọn họ đối với trí giả phái lý giải cũng không nhiều có lo lắng quan tộc cũng là có đồng dạng sầu lo trí giả nghịch thiên phái đến tột cùng muốn làm cái gì triệu phong đột nhiên hỏi từng tại nghịch thiên phái thần quốc ngốc quá cũng cùng thiên chủ ở chung một đoạn thời kỳ triệu phong vững tin thiên chủ chắc chắn mưu đồ có thể làm cho thiên cơ tộc nghịch thiên phái như vậy đi tranh đoạt sự vật tuyệt đối sẽ không bình thường triệu phong thậm chí có loại cảm giác chuyện này cùng hắn có nhất định liên hệ bằng không đối phương cũng sẽ không bỏ ra lớn như vậy đại giới muốn có được thứ chính thần mâu đáp án này trường nghịch thiên phái biết có khả năng nhất biết đến chính là trí giả phái trí giả phái cùng nghịch thiên phái đã cực kỳ lâu chưa có tới đã qua điểm này ta cũng không rõ ràng lắm hơn nữa đã không thời gian nói xong Vũ Thiên Vu chần chờ khoảnh khắc, khẽ lắc đầu. Này khóa không hư ảnh, càng thêm ảm đạm vài phần, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ tiêu thất. Xin tiền bối đem vị trí cụ thể, nói cho tại hạ. Tân vô ngân suy tư nửa ngày, rốt cục làm ra quyết định. Mộ cốc còn đang do dự, nếu như Vũ Thiên Vu không lừa bọn họ, U Vân Thần Vương chính là thật chính đang đuổi tới, không mau chóng rời đi, hậu quả khó mà lường được. Đây là trí giả phái vị trí cụ thể, còn có lộ tuyến hết thảy tùy các ngươi lựa chọn vũ thiên vu thân hình càng ngày càng ảm đạm hắn đem một cổ tin tức truyền vào triệu phong tần vô ngân còn có mộ cốc trong đầu làm xong đây hết thảy sau vũ thiên vu hư ảnh hoàn toàn biến mất không thấy triệu phong ngươi lựa chọn như thế nào mộ cốc hỏi dò triệu phong ta nghĩ đi trí giả phái một chuyến triệu phong khẳng định trả lời Vũ Thiên Vu đã sớm biết hắn thứ chính thần mâu thân phận, nhưng không có ra tay. Hơn nửa triệu phong có thể có hôm nay thành tựu, thiếu không lúc trước lục vu trí giả thôi động, cái này cũng chính xác minh trí giả phái tôn chỉ. Thuận theo mệnh trời, phụ tá thương sinh. Vũ Thiên Vu khóa không hư ảnh tiêu thất thời điểm, triệu phong trong đầu bỗng nhiên tái hiện một đạo màu trắng thân ảnh, còn có rất nhiều nghi vấn. Lúc trước xích tinh vực, triệu phong thấy cùng liễu cầm hâm vô cùng tương tự người, có đúng hay không ảo giác thiên cầm thánh cung phạm luân cổ âm điện vì sao tiêu thất người ở bên trong đi nơi nào có lẽ lục vu trí giả biết liễu cầm hâm hay hoặc là liễu cầm âm tình huống mặt khác nếu như trí giả phái đối với hắn thật không có ác ý đích thật là cái tị nạn bến cảng nghe triệu phong trả lời mộ cốc hơi hơi kinh ngạc thân là thứ chính thần mâu triệu phong cũng dám đi trí giả phái bên kia hắn lại có gì sợ hãi nếu như trí giả phái cùng nghịch thiên phái không đội trời chung, có lẽ còn có thể mượn dùng trí giả phái lực lượng, đối với nghịch thiên phái báo thù. Cùng thời khắc đó, mang hoang thần vực phía nam nào đó một cái đại vực, trong mây trắng, đứng thẳng hai bóng người. Trong một người, chính là Vũ Thiên Vu, mà bên cạnh hắn nữ tử, cao quý xinh đẹp, thần bí hư vô, dường như núi sương hồ sen trong thanh liên, duyên dáng yêu kiều. Đi thôi, nên làm đã làm, kế tiếp xem sự lựa chọn của bọn họ. Vũ Thiên Vu hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, lộ ra vẻ mệt mỏi. Được. Liễu cầm hâm sắc mặt bình thản, nói đơn giản nói. Tại bả vai nàng trên đại lại miêu, cũng ngáp một cái, tự hồ còn không biết vì sao trí giả cùng Liễu cầm hâm chạy nơi này tới. Ngươi nói hắn sẽ đến không? Vũ Thiên Vu lộ ra nụ cười ấm áp. Đáp án, ngài không biết sao. Liễu cầm hâm thanh đạm tuyệt mỹ khuôn mặt, mỉm cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1513 Cuối cùng thấy Liễu cầm hâm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1513 Cuối cùng thấy Liễu cầm hâm không đến nửa ngày, một gã hắc y trung niên chạy tới mục tiêu điểm này trong, không có thần quốc tồn tại dấu hiệu, trong không gian lưu lại pha tạp thần lực khí tức, không gian cấu tạo không phải cực kỳ củng cố, rõ ràng phát sinh qua cao tầng thứ đại chiến. Tới muộn, Hắc Y Trung Niên đem tin tức truyền lại cho U Vân Thần Vương. Kỳ thực, U Vân Thần Vương trở lại huyển thần thánh địa thời gian, cũng đã đoán đến kết quả. Trong thánh địa, nhân viên cao tầng đều sẽ lấy một tia linh hồn bản nguyên, chế tác thành hồn ngọc, tồn tại tại trong thánh địa, một khi hồn ngọc vỡ vụn liền đại biểu tử vong mà những thứ kia đi trước quan tộc thần quốc bắt thứ chín thần mâu thánh địa thành viên hồn ngọc toàn bộ vỡ vụn dưới loại tình huống này địch nhân khẳng định đã thoát đi lúc đầu u vân thần vương giận dữ đối với mộng yểm thú vương thật lớn ra tay đưa nó lần nữa phong ấn về sau u vân thần vương lập tức điều động sở hữu nhân viên hơn nữa tự mình xuất phát tại xích tinh vực bên trong toàn diện tìm tòi cự thần điện triệu phong thân ảnh nhưng qua mấy tháng vẫn là không nửa điểm đầu mối cùng lúc đó nghịch thiên phái thần quốc vũ lưu bình một mặt trầm trọng tiến nhập trung gian một tòa thiên cơ thành đảo nhỏ đỉnh đen như nước sơn bên trong cung điện vài tên thiên thần sứ hộ pháp bao quát thiên chủ đều ở nơi này thiên chủ đại nhân lấy ta nguyên lai thực lực tuyệt đối có thể bắt triệu phong thế nhưng Vũ Lưu Bình nửa quỳ trên mặt đất, vội và giải thích. Mặc kệ ngươi có cái gì giải thích, cuối cùng là vi phạm ta mệnh lệnh. Thiên chủ hai mắt khép hờ, ngôn ngữ bình thản, lại lệnh Vũ Lưu Bình kinh sợ không gì sánh được. Là. Vũ Lưu Bình không dám tiếp tục phản bác, nhưng có một chút hắn không thể không nói. Thuộc hạ lần này thất bại, cùng Vũ Thiên Vu có cực lớn liên hệ, bằng không, thứ chính thần mâu đã tới tay nhắc tới vũ thiên vu ba chữ này bên trong cung điện bầu không khí tức khắc biến hóa thiên chủ mở ra thâm thúy bao la con mắt đem về người này hết thảy tình huống một năm một mười giảng thuật một lần ở đây mấy vị thiên thần sứ mặc dù không phải thiên cơ tộc người nhưng biết vũ họ cũng biết tên này vũ thiên vu thiên cơ tộc trí giả phái người dẫn đầu trí giả phái đã có cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này trí giả phái thân ảnh vẫn là xuất hiện lúc đó hàng lâm quan tộc thần quốc chẳng qua là vũ thiên vu khóa không hình chiếu vũ lưu bình lập tức đem vũ thiên vu sở hữu công việc toàn bộ nói ra trên thực tế hắn thất bại cùng vũ thiên vu không có gì liên hệ nhưng hắn đem chuyện nào dời ra ngoài có thể giảm thiểu thiên chủ trách phạt xem ra trí giả phái đối với kế hoạch của chúng ta hoặc nhiều hoặc hiếm có một chút lý giải, bây giờ đã đến thời kỳ mấu chốt, ta sẽ không trừng phạt ngươi. Thiên chủ bình thản trong ánh mắt, hiện lên một tia tinh mang. Về nghịch thiên phái kế hoạch, vẫn luôn là nghiêm ngặt bảo mật, coi như là thiên thần sứ, cũng không biết tình huống cụ thể. Lúc này trí giả phái bỗng nhiên xuất hiện, hắn không thể không phòng. Tả hộ pháp, cho ngươi chuyện điều tra, tình huống làm sao? Thiên chủ nhìn một bên hộ pháp, trí giả phái biết kế hoạch khả năng thập phần thấp, bây giờ hắn phải làm, chính là mau chóng hoàn thành. Đến lúc đó, hết thảy đã thành kết cục đã định, coi như là trí giả phái, cũng không thể thay đổi cái gì. Mang hoang thần vực trong, cùng triệu phong liên hệ khá lớn, phải kể tới linh tộc cùng cự thần điện, bây giờ cự thần điện đã di chuyển, cũng chỉ còn lại có linh tộc, bên cạnh đó, triệu phong lần đầu hiện thân địa phương, là cổ lũng vực. Hộ Pháp chậm rãi nói tới thiên chủ để cho hắn đem triệu phong tại mang hoang thần vực hết thảy tình huống, toàn bộ tra rõ. Lý giải triệu phong hết thảy, khả năng tìm kiếm nhược điểm của hắn. Linh tộc chỗ ở tử linh vực, có sinh mệnh chúa tể tọa trấn, thời khắc này vẫn không thể đối với đồng thủ. Thiên chủ khẽ lắc đầu. Thuộc hạ còn tra đến, triệu phong cùng linh tộc thiên kiêu chi nữ triệu vũ phỉ, quan hệ vô cùng mật thiết, có thể nói, triệu phong sở dĩ gia nhập linh tộc, cũng là bởi vì nữ tử này mà bây giờ nữ tử này ly khai linh tộc hộ pháp khóe miệng mỉm cười được chuyện này do ngươi tự mình chấp hành thiên chủ gật đầu hộ pháp làm việc hắn so với yên tâm phía dưới vũ lưu bình nội tâm cả kinh tả hộ pháp cũng là thiên cơ tộc người quyền cao chức trọng không nghĩ tới một lần thiên chủ lại có thể để cho hộ pháp tự mình chấp hành nhiệm vụ bất quá cái này cũng tỏ vẻ thiên chủ đối với thứ chính thần mâu tình thế bắt buộc, Triệu Phong, nhất định sẽ xong đời. Bên kia, Triệu Phong, cự thần điện, cử quan tộc thần quốc, bắt đầu dài dằng dặc hành trình, hướng trí giả phái địa phương mà đi. Vũ Thiên Vu đưa cho địa điểm, cự ly xích tinh vực thập phần xa xôi. Này dạng cũng tốt, có thể tránh khỏi huyển thần thánh địa cái phiền toái này. Trên đường, tất cả mọi người đang bế quan. Quan tộc gánh vác báo thù sứ mệnh, nhất thiết phải cường đại lên, mà cự thần điện cũng gặp phải huyễn thần thánh địa như vậy một cái kẻ thù, tại áp bách cùng khuất nhục dưới, mọi người tìm lực dễ dàng hơn kích phát tới. Thời khắc này, Triệu Phong cũng ở đây mộng huyễn thần quốc bên trong, bắt đầu dài dặn giặc bế quan. Vừa mới đột phá nhị trọng thiên, hắn cần tốn hao thời gian dài, củng cố tu vi cảnh giới. Mỗi tu luyện một đoạn thời gian, hắn đều hạn chế tự mình mỗi cái phương diện, tại thần quốc bên trong tìm kiếm đối thủ, ma luyện tự thân. Bất tri bất giác, củng cố cảnh giới, triệu phong đều hoa hơn 10 năm, đương nhiên, đây là thần quốc bên trong thời gian. Trong thời gian này, triệu phong hỗn độn chi lực, tiến bộ không nhỏ, mà nó áo nghĩa trong, lôi chi áo nghĩa thành công tấn thăng làm pháp tắc. Nguyên nhân, có lẽ là triệu phong có đủ lôi hồn thể, hoặc giả có lẽ là mộng huyễn thần mâu tại lĩnh ngộ phương diện đề thăng, làm hắn tại lôi đạo lĩnh ngộ trên, ngoài ý muốn đột phá đến pháp tắc tầng thứ, trừ củng cố tu vi để thăng cảnh giới bên ngoài, triệu phong phần lớn thời gian đều đặt ở mộng huyễn thần mâu phía trên. mộng huyễn thần mâu đã đạt đến thần mâu cấp bậc, nhưng lực lượng triệu phong vẫn không có hoàn toàn phát huy được, phương diện này cũng có tu vi hạn chế. Trừ nghiên cứu mộng huyễn đồng thuật bên ngoài, triệu phong cũng chưa quên tự mình trước đường. thật lâu trước, hắn thì có một cái ý nghĩ đem hỗn độn chi lực dung nhập lôi kiếp đồng diễm trong, hoặc đem đồng thuật bản hỗn độn thần kiếm, cũng dung nhập lôi kiếp chi lực. Bây giờ, Triệu Phong có khả năng nhẹ nhõm thi triển hỗn độn lôi kiếp kiếm, hơn nữa lôi đạo cũng lĩnh ngộ ra pháp tắc, nếm thử nửa phương diện này đồng thuật, liền dễ dàng nhiều. o ô, n, dê chi chi. Triệu Phong mắt trái trong, tái hiện tầng tầng lôi điện lạc ấn. Đồng thời, bên trong ngưng kết ra một thanh tiểu hỗn độn thần kiếm, hai người chậm rãi kết hợp hư u u bỗng nhiên, một đạo lôi điện chi kiếm, bắn ra. Đi qua chỗ, trong hư không lưu lại một đạo vặn vẹo vết cháy. Dung hợp lôi kiếp chi lực hỗn độn thần kiếm, lực xuyên thấu cùng uy năng, có tăng lên không nhỏ. Nhưng Triệu Phong cũng chưa hoàn toàn hài lòng, hắn lúc đầu suy nghĩ là, đem lôi kiếp đồng diễm cùng hỗn độn thần kiếm dung hợp, dùng uy năng quá mức, còn có đủ thuấn phát năng lực. Thời khắc này, Triệu Phong tìm hiểu ra đồng thuật bản hỗn độn lôi kiếm, tuy rằng tốc độ nhanh nhưng như trước không phải thuấn phát còn có né tránh khả năng ba năm sau quan tộc thần quốc tới đến mang hoang thần vực tây bộ thiên sơn vực thiên sơn vực tiếp giáp mấy cái vực trong thì có thiên hà vực cùng thông đài vực triệu phong cũng hơi kinh ngạc trí giả phái lại có thể ẩn trốn ở chỗ này lúc trước triệu phong tại thiên hà vực bị nghịch thiên phái cho trảo về sau lại được tội thông đài vực kim long thánh địa bây giờ thông đài vực phỏng chừng còn đang chung quanh truy nã hắn đây. Nhưng hắn tin tưởng, trốn ở trí giả phái địa bàn, Kim Long Thánh địa đúng không khả năng tìm tới. Liên miên không dứt chuyên môn chỗ sâu, tân vô ngân, mộ cốc cùng triệu phong, tới đến nào đó chỗ lành lành khe núi. Chính là chỗ này. Mộ cốc thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, ông ông phương xa, sương mù trào động, hình thành một cái lối đi. Xuyên qua thông đạo về sau, một cái giường như thế ngoại đào nguyên thần bí mỹ lệ chi địa, ánh vào mọi người tầm mắt. Trí giả phái chỗ tồn tại, non xanh nước biếc, sương mù lượng lờ, lộ vẻ được thần bí u tĩnh, hết thảy ồn ào náo động, cách trần đi xa. Mọi người đi tới nơi này thời điểm, tâm tình cũng không rõ bình tĩnh trở lại. Hoan nghênh chư vị đến, thiên vu đại nhân có xin mời. Không phương xa, một gã thân xuyên đen như nước sơn trường bào trí giả, ôn hòa nói đồng thời, ánh mắt của hắn, hơi hơi quan sát Triệu Phong. Sau đó, mọi người đang vị trí giả này dẫn đường dưới, hành tẩu tại trí giả phái lãnh địa. Thiên địa trắng xóa một mảnh, nhưng này mông lung trắng tinh trong thế giới, có thể thấy rất nhiều màu đen đỉnh tháp. Mà ở mảnh thế giới này trung tâm, có một tòa dị thường hùng vĩ cao lớn, kỳ huyển cổ lão đen như nước sơn tháp. Thiên cơ tộc, trí giả phái. Tân vô ngân nội tâm kích động khó mà dẹp loạn thiên cơ tộc là thái cổ thứ ba thần thoại chủng tộc, mà hắn bây giờ đem nhìn thấy, thiên cơ tộc trí giả phái trong người dẫn đầu. Trong lòng của mỗi người, đều có vô số nghi hoặc, nan đề. Thiên cơ tộc, đủ nhất trí tuệ chủng tộc, có lẽ cự thần điện có khả năng ở chỗ này, được đến vận mệnh chỉ dẫn. Leo lên đỉnh tầng sau, mọi người phát hiện, yên tĩnh này rộng lớn không gian, chỉ có năm người, có vẻ hơi hoang vắng. Ánh mắt của mọi người, dừng ở ngay phía trước hai người trong một người hình dạng, cùng ban đầu ở quan tộc thần quốc khóa không hình chiếu, hoàn toàn tương tự, tại mà bên cạnh hắn nữ tử, bình yên điềm tĩnh, thần bí thanh mỹ. Trí giả, nàng. Triệu Phong tức khắc sửng sốt. Nguyên bản, hắn liền chuẩn bị tìm Vũ Thiên Vu giải thích nghi hoặc, Phạm Luân cổ âm điện cùng Liễu Cầm Hâm đều đi nơi nào. Vì sao hắn tại mang hoang thần vực, thấy một cái cùng Liễu Cầm Hâm giống nhau y hệt nữ tử. Lúc này, đi tới nơi này, cái này cùng liễu cầm hâm vô cùng tương tự nữ tử thần bí lại có thể liền tại vũ thiên vu bên cạnh đương nhiên tân vô ngân cùng mộ cốc nhìn tên này bạch y nữ tử cũng hơi kinh ngạc ban đầu ở quan tộc thần quốc mọi người cùng thiên cơ tộc vũ hành giao thủ sau bọn họ thấy một cái bóng lưng cùng cô gái trước mắt giống nhau y hệt còn có con mèo kia cũng ở nơi đây thì ra là thế lần trước là trí giả phái tài trợ giúp quan tộc sao mộ cốc nội tâm cảm khái xem ra trí giả phái cùng nghịch thiên phái thật bất đồng hắn lần này lựa chọn đúng mà tân vô ngân thì cảm thấy người con gái trước mắt này thập phần nhìn quen mắt ngươi đến tột cùng là triệu phong tỉ mỉ dừng ở trước mắt bạch y nữ tử phong chúng ta lại gặp mặt nhưng vào lúc này đối phương tràn ngập vẻ phức tạp nói ngươi đến tột cùng là liễu cầm hâm vẫn là liễu cầm âm đối phương câu nói kia lệnh triệu phong đầu có một số chỗ trống tên chỉ là một danh hiệu mà thôi ngươi biết ta là người kia là được xưng hô như thế nào không sao cả bạch y nữ tử thần sắc tuy rằng bình thản nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được nàng bây giờ tâm tình vui thích thật là ngươi cầm hâm triệu phong có một số khó có thể tin người con gái trước mắt này thật là đại lục vực người kia đã đối phương nói liễu cầm hâm Liễu Cầm Âm đều là nàng, tên gì cũng không đáng kể, Triệu Phong vẫn là lựa chọn Liễu Cầm Hâm tên này, suy cho cùng tên này cùng hắn liên quan liên lạc ký ức nhiều. Miêu Miêu lúc này, tiểu tặc Miêu theo trữ vật không gian nhảy lên ra, mở to con mắt quan sát bốn phía. Cùng lúc đó, Liễu Cầm Hâm trên vai đại lại Miêu, cũng mở ra lười biến con mắt, khi nó thấy tiểu tặc Miêu thời gian, tức khắc lộ ra vẻ khinh thường. Miêu Miêu tiểu tặc Miêu hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêng suy nghĩ quét đại lại miêu một mắt, một bộ khiêu khích tư thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1514 Tiểu tạc miêu bí mật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1514 Tiểu tạc miêu bí mật hai con mèo giao lưu, thoáng cái đánh vỡ trước bầu không khí tháp cao bên trong mấy tên khác tư lịch cao thâm trí giả nhìn tiểu tạc miêu như có điều suy nghĩ triệu phong vội ho một tiếng nhìn vũ thiên vu tuy rằng vũ thiên vu đã nói rõ đã lục vực lục vu trí giả là của hắn một phân thân nhưng triệu phong chân chính đối mặt vũ thiên vu lại không thể giống như đối mặt trí giả như vậy thân thiết quen thuộc trí giả con mèo này đến tột cùng là lai lịch gì triệu phong chỉ vào tiểu tạc miêu dò hỏi thiên cơ miêu thân là thiên cơ tộc cơ mật tối cao, Vũ Thiên Vu khẳng định biết, mấu chốt là hắn có nguyện ý hay không nói ra. Không nghĩ tới, bên cạnh người con này thiên cơ miêu đã trưởng thành đến loại trình độ này. Vũ Thiên Vu tỉ mỉ quan sát đến tiểu tặc miêu, kinh ngạc nói. Triệu Phong nhìn liễu cầm hâm trên người đại lại miêu, tiểu tặc miêu gần đây trưởng thành, cũng chính là thể tích cùng trên thân thể đồ án biến hóa, hãy nhìn bộ dạng, đại lại miêu tí ti thua tiểu tặc miêu tự như đại lại miêu thể tích vốn liền rất lớn, trên người vẫn luôn có rất nhiều màu bạc văn lộ. Thiên cơ miêu vốn là cắm vào thiên cơ tộc huyết mạch sản vật, đồng thời còn có nó bộ phận năng lực, là thiên cơ tộc tốt nhất cộng tác. Nhưng về sau, nghịch thiên phái lợi dụng thiên cơ miêu tiến hành thái cổ tộc phục chế kế hoạch. Vũ Thiên Vu bỗng nhiên nói, lệnh triệu phong sắc mặt cả kinh. Thiên cơ miêu, thái cổ tộc phục chế kế hoạch. Triệu phong thốt ra, vũ thiên vu nói lời kinh người tân vô ngân cùng mộ cốc đồng dạng vô cùng khiếp sợ con mèo này lại có thể sẽ cùng thái cổ vạn tộc thứ nhất thái cổ tộc dính líu quan hệ về thiên cơ tộc muốn nắm giữ thái cổ tộc huyết mạch bọn họ cũng đã nghe nói qua nhưng cụ thể công việc hoàn toàn không biết thái cổ tộc huyết mạch quá mạnh có khả năng cùng với phù hợp cũng an toàn dung hợp người vài tỷ trong đó đều chọn không ra một cái nhưng thiên cơ tộc tự mình sáng tạo sinh vật có khả năng tiến hành cải tạo, huống hồ một khi thiên cơ miêu thành công dung hợp thái cổ tộc huyết mạch, liền đại biểu thiên cơ tộc, cũng có thể dung hợp thái cổ tộc huyết mạch. Vũ Thiên Vu nói ra một cái làm người ta khiếp sợ sự tình. Mộ cốc cùng tân vô ngân, kinh hải không gì sánh được, quả nhiên, thiên cơ tộc muốn trưởng khống thái cổ tộc lực lượng. Như vậy chỉ tạc miêu. Triệu Phong không nghĩ tới, tiểu tạc miêu lại có thể cất giấu như vậy bí mật. Khó trách lúc trước thiên cơ tộc, đối với thiên cơ miêu như vậy khát vọng thậm chí còn đối với nó tiến hành tại bồi nguyên lai là vì nó trong cơ thể huyết mạch đồng thời triệu phong cảm thấy một tia kinh hỷ tiểu tạc miêu lợi hại như vậy nếu là thật tốt bồi dưỡng tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn bất quá ngươi con này thiên cơ miêu là một cái thất bại phẩm vũ thiên vu nói lần nữa triệu phong tức khắc sững sờ bị không nhỏ đã kích tiểu tạc miêu lại là thất bại phẩm Miêu Miêu tiểu tặc Miêu tức khắc biểu hiện cực kỳ bất mãn, liên tục khoa tay múa chân, xưng tự mình độc nhất vô nhị, không phải thất bại phẩm. Ha ha, tuy rằng thất bại phẩm, lại phát sinh dị biến, sản sinh rất nhiều biến số, đã thoát ly thiên cơ tộc nguyên bản chế tạo ra thiên cơ Miêu. Nó mặc dù không có thái cổ tộc huyết mạch, lại tự hồ như sở hữu giả mô phỏng thái cổ vạn tộc huyết mạch năng lực. Vũ Thiên vu mỉm cười, tiếp tục nói. Nghe những lời này, Tiểu Tạc Miêu mới không có tiếp tục truy cứu. Mô phỏng thái cổ vạn tộc. Triệu Phong tỉ mỉ hồi tưởng, đúng là như thế. Tiểu Tạc Miêu có khả năng thi triển ra rất nhiều huyết mạch chủng tộc bí pháp, bất quá tự hồ nhiều lắm cũng liền mô phỏng ra thái cổ mười mấy chủng tộc, thái cổ top 10 huyết mạch, độ khó khá lớn. Đương nhiên, theo như Vũ Thiên Vu nói, Tiểu Tạc Miêu còn có trưởng thành không gian. Từ đó, Triệu Phong trong lòng về Tiểu Tạc Miêu câu đố mở ra trí giả, phân thân của ngươi hàng lâm đại lục vực, đến tột cùng là vì sao? Trò chuyện, Triệu Phong liền phát hiện trí giả so với hiền lành, liền thiên cơ tộc cơ mật tối cao, đều hoàn toàn nói ra, thế là Triệu Phong cũng tùy ý. Mang hoang thần vực ở ngoài không gian, đều bị xưng là vực ngoại không gian, mà vực ngoại không gian trong, cùng loại đại lục vực không gian, đến mãi không hết. Vì sao trí giả phái người dẫn đầu Vũ Thiên Vu, sẽ đem một phân thân lưu tại đại lục vực, mục đích của hắn là cái gì là tiểu tạc miêu vẫn là thứ chính thần mâu thiên cơ tộc là thiên ngoại chủng tộc điểm này ngươi nên biết đi vũ thiên vu hơi hơi kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới triệu phong sẽ hỏi cái này nhưng hắn như trước không e dè nói thiên ngoại mọi người tại đây tâm thần hơi chấn động thiên cơ tộc đích thật là thái cổ thời kỳ bỗng nhiên tới đến phạm trụ không gian đối với thế giới ngoài vũ trụ cũng là bọn hắn trong lòng vĩnh cửu nghi hoặc. Thiên cơ tộc nguyên lai văn minh thế giới phá diệt, chia làm mấy chi, thăm dò thiên ngoại hỗn độn thế giới, chúng ta này một chi, trong lúc vô tình rơi vào cái này cổ quái thế giới, vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Ta đang tìm ly khai nơi này cơ hội, lúc trước ta suy diễn ra rất nhiều cơ hội điểm, tại đây chút không gian, trên cơ bản đều có ta phân thân, ngươi chỗ ở đại lục vực chính là trong một trong. Vũ Thiên Vu giảng giải nguyên do, nguyên lai vượt ngoại không gian trong có thật nhiều cẩn thận không gian đều có vũ thiên vu phân thân lục vu trí giả chẳng qua là trong một trong rời đi nơi này triệu phong còn không thể nào hiểu được điểm ấy còn lại người cũng giống như vậy đến nay mới thôi hẳn là không người rời đi phạm trụ không gian thậm chí còn thái cổ thời kỳ rất nhiều đại năng cho rằng chỉ có này một thế giới thẳng đến về sau thiên cơ tộc đến đánh vỡ này một quan điểm cái này cơ hội có lẽ liền ở trên thân thể ngươi." Vũ Thiên Vu nói thẳng. "Đương nhiên, Vũ Thiên Vu cũng vô pháp khẳng định điểm này, thứ chín thần mâu có quá nhiều biến số cùng khả năng." Triệu Phong trầm mặt không nói, đối với thứ chín thần mâu, hắn biết đến cũng không nhiều. Vũ Thiên Vu nói thiên cơ tộc ly khai phạm trụ cơ hội, liền tại trên người mình, Triệu Phong cũng là không thể giúp bất kỳ bận rộn. Mặt khác, đối với điểm này, Triệu Phong là vẫn duy trì thái độ hoài nghi vô số năm qua cũng không có người ly khai phạm trụ trong thời gian này sinh ra tám đại thần mâu cũng chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này làm sao có thể bởi vì thứ chín thần mâu mà xuất hiện cái khả năng này kiên nghịch thiên phái mục đích là cái gì triệu phong hỏi lần nữa nghịch thiên phái cũng là thiên cơ tộc mục đích của bọn họ có thể hay không cùng trí giả phái là giống nhau ly khai phạm trụ thế giới mục đích của bọn họ có lẽ cùng chúng ta là, nhưng bọn hắn đến tột cùng tại mưu đồ cái gì, lão hủ cũng không tin tưởng bất quá ta suy đoán ra, một khi nghịch thiên phái kế hoạch đạt thành, toàn bộ mang hoang thần vực đều muốn chịu tai nạn. Vũ Thiên Vu trầm ngâm khoảnh khắc, thở dài một tiếng. Ta cảm thấy mục đích của bọn họ, phải cùng trí giả phái bất đồng. Mộ cốc hừ lạnh một tiếng. Đối với nghịch thiên phái, hắn vô cùng cừu thị, hắn không tin đối phương là vì mục đích này, mà làm ra đủ loại làm người ta đáng ghét hành vi điểm này hiện tại còn không biết nhưng là nghịch thiên phái kế hoạch cùng thứ chín thần mâu có nhất định liên hệ nguyên do triệu phong ngươi bây giờ liền sống ở chỗ này đi chờ có khả năng triệt để phát huy ra thứ chín thần mâu uy lực cũng không cần sợ hãi cái gì vũ thiên vu nói ra ý nghĩ của hắn đây cũng là triệu phong hôm nay ý nghĩ đối với vũ thiên vu suy đoán hắn vẫn tương đối tin tưởng đương nhiên cũng có liễu cầm hâm nguyên nhân nếu như nghịch thiên phái đạt được mục đích đối toàn bộ mang hoang thần vực tạo thành to khổng lồ tai nạn đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy lần trước thái cổ đại chiến khiến toàn bộ mang hoang đại lục sụp đổ vạn tộc trọng thương có thậm chí chịu diệt tộc tai ương chuyện như vậy một lần nữa toàn bộ phạm trụ không gian không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa chúng ta cũng quấy rối tân vô ngân lễ phép nói tới đến Trí Giả phái ngày đầu tiên, hắn liền hiểu được như vậy bí mật kinh người, sự lựa chọn này xem ra là chính xác. Sau đó, Triệu Phong, cự thần điện còn có quan tộc, đều tạm thời lưu lại tại Trí Giả phái. Liễu Cầm Hâm, vận mệnh chi mâu của ngươi là từ đâu tới? Triệu Phong nhìn Liễu Cầm Hâm, hơi nghi hoặc một chút. Đại lục vượt thời gian, Liễu Cầm Hâm cũng không có huyết mạch nhãn đồng. Tới từ Phạm Luân cổ âm điện truyền thư, liễu cầm hâm bình thản nói nguyên lai phạm luân cổ âm điện như vậy đặc thù triệu phong than nhẹ một tiếng phạm luân cổ âm điện không chỉ có cho liễu cầm hâm huyết mạch nhãn đồng càng khiến nàng tu vi phi thăng đồng tiến vào mang hoang thần vực ngươi là thế nào tới đến trí giả nơi này triệu phong tiếp tục hỏi tuy rằng lúc này liễu cầm hâm cao quý thần bí bình thản thanh nhã triệu phong lại cảm giác thập phần thân thiết quen thuộc đem Triệu Phong đưa tư nhân nơi ở sau, Liễu Cầm Hâm liền rời đi. Cứ như vậy, Triệu Phong đoàn người, tạm thời ở tại trí giả phái. Trí giả phái trong, cũng không có thiếu thiên cơ tộc trí tuệ kết tinh, lợi cho tu luyện cảm ngộ. Tiểu Tạc Miêu cũng cả ngày không thấy tâm hơi, tự hồ đang chung quanh thăm dò. Mà Triệu Phong tu luyện hơn, cũng có thể nhìn thấy Liễu Cầm Hâm. Tuy rằng lẫn nhau, tự hồ không có rất nhiều lời, chỉ khi nào trò chuyện, liền quên mất thời gian, dường như vĩnh viễn cũng trò chuyện không xong. Tại trí giả phái nơi này, Triệu Phong dùng thời gian mấy năm, đem tu vi triệt để củng cố. Sau đó, hắn liền bắt đầu tu luyện hỗn độn thần điển, hướng tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên. Vốn tưởng rằng những ngày kế tiếp, sẽ như vậy bình thản qua đi xuống. Một ngày này, Vũ Thiên Vu lần nữa đem Triệu Phong thỉnh đi qua. Bên trong tháp, bầu không khí ngưng trọng có cái gì tin tức xấu? Triệu Phong cảm thụ được không ổn. Có thể làm cho trí giả phái như vậy trầm trọng, tất nhiên không phải chuyện tốt. Nghịch thiên phái đối với thứ chính thần mâu tình thế bắt buộc, người tránh mấy năm chưa từng xuất hiện, bọn họ nghĩ đến nó biện pháp, buộc ngươi hiện thân. Vũ Thiên Vu mở miệng nói. Quả nhiên cùng nghịch thiên phái có quan hệ. Triệu Phong ánh mắt chút ngưng. Phong, ta và sư tổ suy đoán ra, nghịch thiên phái khả năng đối với triệu vũ phỉ ra tay. Liễu cầm hâm chủ động đứng ra, thần tình có một số phức tạp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1515 Triệu vũ phỉ tình trạng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1515 Triệu vũ phỉ tình trạng phong ta cùng sư tổ suy đoán ra, nghịch thiên phái khả năng đối với triệu vũ phỉ ra tay. Liễu cầm hâm. Động đứng ra, biểu hiện có chút phức tạp. Triệu phong chấn động trong lòng, không nghĩ tới nghịch thiên phái, lại sẽ đối với triệu vũ phỉ ra tay. Mà kỳ thực, nghịch thiên phái mục đích là triệu phong mà thôi, bọn họ không tra được triệu phong tung tích, đã nghĩ thông qua này thủ đoạn, bức triệu phong chủ động hiện thân. Là ta liên lụy vũ phỉ triệu phong trong lòng hơi có một ít hổ thẹn nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ không nghĩ tới nghịch thiên phái lại sử dụng loại này đê tiện kế sách cầm hâm có thể có phương pháp gì có thể hóa giải nguy hiểm triệu phong lập tức hỏi đến nay triệu vũ phỉ khả năng còn bị chẳng hay biết gì không biết này cổ ẩn giấu trí mạng nguy cơ mà căn cứ liễu cầm hâm nghịch thiên phái khả năng đối với triệu vũ phỉ ra tay như vậy hiện tại sẽ không có đắc thủ rất khả năng đang tìm kiếm trong quá trình chỉ cần ở nghịch thiên phái tìm tới triệu vũ phỉ trước tìm tới triệu vũ phỉ liền có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này chúng ta đã suy đoán ra triệu vũ phỉ bây giờ đại khái vị trí liễu cầm hâm thấy triệu phong như vậy lo lắng thành trong con người sẽ qua một ít gần sống giờ khắc này triệu phong mới biết triệu vũ phỉ đã rời đi linh tộc bất quá nếu như vậy triệu vũ phỉ liền càng nguy hiểm nhất định phải mau chóng tìm tới nàng. Triệu Phong, chuyến này hung hiểm vô cùng, để cửu thần mau can hệ trọng đại, người tốt nhất cân nhắc mà đi đi. Vũ Thiên Vu cảm thán một câu. Rất rõ ràng, đây là nghịch thiên phái bức Triệu Phong hiện thân mưu kế. Hầu như là đào sông cạm bẫy, chờ Triệu Phong nhảy vào đi. Triệu Phong không khỏi nghĩ đến trí giả trước nói, một khi để nghịch thiên phái mưu kế thực hiện được, toàn bộ mang hoang thần vực đều sẽ gặp tai nạn ta không thể để cho vũ phỉ, nhân ta mà ngộ hại. Triệu Phong suy tư một hồi, liền khẳng định nói rằng. Nếu để cho chính mình thanh mai trúc mã, hồng nhan tri kỷ, nhân chính mình mà chết, hơn nữa còn là ở Triệu Phong biết, nhưng không có đi cứu viện tình huống dưới, hắn đời này đều khó mà an tâm. Lão hữu tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, cũng sẽ giúp ngươi, quấy rầy, kiềm chế nghịch thiên phái. Vũ Thiên Vu khẽ mỉm cười, phản phất đã sớm ngờ tới Triệu Phong lựa chọn, đa tạ rồi. Triệu Phong cũng không nói nhiều lời khách khí. Ở nghịch thiên phái trong tay cứu đi Triệu Vũ Phỉ, trí giả phái sức mạnh là không thể thiếu. Cho tới nay, Vũ Thiên Vu không ngừng giúp hắn giải thích nghi hoặc, dành cho trợ giúp, Triệu Phong không lấy nói cảm ơn, ngày sau nếu có thể đến giúp trí giả phái, hắn cũng sẽ không từ chối. Phong, ta cũng sẽ giúp ngươi. Liễu cầm hâm lộ ra một ít ôn nhu. Triệu Phong nhất thời sững sờ, bỗng nhiên nhận ra được không đúng cô gái trước mắt đã thừa nhận liễu cầm hâm thân phận trong khoảng thời gian này ở chung bên trong triệu phong cũng hiểu rõ đến liễu cầm hâm đối với hắn còn có tình cảm vừa nãy triệu phong đối với một cô gái khác nguy cơ biểu hiện ra ân cần lo âu một mặt thế nhưng liễu cầm hâm biểu hiện nhưng tương đối bình thản làm trái lẽ thương được triệu phong nhìn chăm chú liễu cầm hâm đáp ứng một tiếng đồng thời hắn từ liễu cầm hâm trong con ngươi, nhìn thấy một ít thảm thiết vẻ. Nhưng giờ khắc này, hay là tìm được triệu vũ phỉ quan trọng, những chuyện khác suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Sau đó, triệu phong trở lại chuẩn bị một phen, đồng thời đem việc này, nói cho liễu quan tộc cùng với tân vô ngân. Đối mặt nghịch thiên phái, nếu là có những người khác giúp đỡ, tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng Triệu Phong sẽ không miễn cưỡng, dù sao việc này quá nguy hiểm, tất cả xem sự lựa chọn của bọn họ. Triệu Vũ Phỉ gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tân Vô Ngân hào hiệp nở nụ cười. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Triệu Vũ Phỉ cũng là xuất từ cùng một nơi. Thời gian dài tu luyện cũng khá là buồn bực, là thời điểm đi ra ngoài rèn luyện một phen rồi. Tân Vô Ngân biểu hiện tương đối lạc quan. Đương nhiên, hắn gần đoạn thời gian tiến bộ, xác thực rất lớn, đã tới tầng 2 đỉnh cao, khoảng cách tầng 3 đã không xa kiếp trước tân vô ngân vốn là thiên phú rất tốt có rất lớn hy vọng trở thành thần vương cường giả sau khi sống lại tân vô ngân cơ sở có thể nói là càng thêm vững chắc cùng cái mục tiêu này khoảng cách cũng càng gần hơn một ít có bao nhiêu chắc chắn mộ cốc thì lại hỏi dò tương quan công việc có trí giả phái giúp đỡ số may hay là có thể ở thiên phái trước tìm tới triệu vũ phỉ vận may suýt chút nữa liền miễn không được va chạm Triệu Phong không có ẩn giấu, thành thật trả lời. Được, lần này, quan tộc giúp ngươi một tay. Suy nghĩ hồi lâu, mộ cốc đồng ý. Hắn vốn là dự định, dựa vào cự thần tộc cùng với đệ cửu thần mâu sức mạnh, hướng về nghịch thiên phái báo thù. Hiện nay, cũng không thể để Triệu Phong liền như thế chết đi, huống hồ Triệu Phong, liễu cầm hâm chờ người, đều từng trợ giúp quá quan tộc. Hắn lựa chọn trợ giúp Triệu Phong, một là còn ân tình, hay là hắn còn cần triệu phong sức mạnh, không thể để cho dễ dàng chết đi. Cự thần điện, quan tộc, đều đồng ý duỗi ra cứu viện, điểm này lệnh triệu phong hết sức cao hứng. Ngày đó, triệu phong cùng với hơn người khởi hành. Cự thần điện một phương, có tân vô ngân cùng đại trưởng lão, quan tộc một phương, chỉ có mộ cốc một người. Dù sao đối mặt kẻ địch, thực lực quá mức bình thường, không phải nhân số nhiều liền có thể ứng phó, cần nhất vẫn là hàng đầu sức chiến đấu căn cứ vũ thiên vô cùng liễu cầm hâm đoán ra được triệu vũ phỉ đại khái ở thiên vận vực lúc này mọi người lợi dụng trí giả phái thiên cơ truyền tống trận đi thẳng tới ngàn sơn vực tiếp giáp thiên hà vực dọc theo đường đi tiểu tạc miêu thỉnh thoảng tung mấy viên cổ tiền đồng bói toán triệu vũ phỉ vị trí nhưng manh mối quá ít muốn ở to lớn một cái vực bên trong tìm một người tương đối khó khăn miêu miêu tiểu tạc miêu chỉ về đằng trước khoa tay lên triệu vũ phỉ ở thiên hà vực trung bộ triệu phong lập tức nói cùng mọi người đồng thời chạy đi theo tiểu tạc miêu bói toán phạm vi từ từ thu nhỏ lại chờ đi tới thiên hà vực trung bộ sau tiểu tạc miêu tiếp tục bài trừ đi một ít khu vực tân vô ngân cùng mộ cốc không khỏi thán phục không hổ là trồng vào thiên cơ tộc huyết thống thiên cơ mèo cũng thật là không bình thường mà triệu phong cảm giác hắn cách triệu vũ phỉ càng ngày càng gần hy vọng Vũ Phỉ không có chuyện gì. Triệu Phong không cầu ở nghịch thiên phái trước tìm tới Triệu Vũ Phỉ, chỉ hy vọng Triệu Vũ Phỉ không có chuyện gì, tất cả liền còn có khả năng chuyển biến tốt. Thiên hà vực trung bộ, phần thiên hải. Xeo một đạo tím nhạc Ánh sáng, từ bên trong bỗng nhiên nhảy ra, hóa thành một đạo tím nhạc sim y tinh ngọc nữ tử. Cái kia tiếu mỹ dung nhan, khiến cho phụ cận vài tên nam tử, xem trận mắt ngoát mồm. Nhưng cùng lúc, Mọi người cũng từ tình cảnh vừa nãy bên trong, nhìn ra cô gái này thực lực, lại là thần chủ. Trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến thần chủ cảnh giới, thực sự là hiếm thấy. Cô gái này, tự nhiên là lúc trước trời đi linh tộc, ra ngoài rèn luyện triệu vũ phỉ. Hai tháng trước, nàng lợi dụng triệu phong đã từng lưu lại thiên hư thần nguyên tham, thuận lợi đột phá đến thần chủ cảnh giới. Nhưng vào lúc này, phần thiên hải bên trong, sóng lửa phun trào. Không được lại đây rồi. Triệu vũ phỉ sắc mặt căng thẳng, hóa thành một đạo tím nhạc lưu quan, cấp tốc đi xa. Âm. Nhưng vào lúc này, phần thiên hải nổ bể ra đến, nhảy ra hai người. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, một thân hồng kim áo giáp, bao phủ ở màu đỏ nhạt lửa ánh sáng bên trong. Ở bên cạnh hắn, là một tên người mặc hồng bạch trường bào lão giả. Cái hướng kia. Trường bào lão giả ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt, hai người truy đuổi mà ra. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên, không phải luyện ngục thánh địa đại danh đỉnh đỉnh thì huyết thần chủ. Một tên cổ thần, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Luyện ngục thánh địa, chính là thiên hà vực bên trong thánh địa. Mà này thì huyết thần chủ, là thiên hà vực bên trong, tương đối nổi danh tầng một thần chủ. Nghe đồn người này cực kỳ thích giết chóc, lúc trước nhân nào đó tên cổ thần đối với hắn không lễ phép, Liền đem người này, kể cả hắn vị trí bốn sao đỉnh cao thế lực, tàn sát hầu như không còn. Cô gái kia là ai? Lại đắc tội rồi bị thị huyết thần chủ, bị hắn nhìn chầm chầm, chết chắc rồi. Một tên tuổi trẻ cổ thần, khẽ lắc đầu. Linh tộc tiểu nha đầu, ngươi càng dãy dụa, ta thị huyết thần chủ càng là yêu thích, đến thời điểm chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Thị huyết thần chủ một mặt tà sát, trong mắt bạo ngược ta muốn không hề che giấu chút nào thế nhưng truy đuổi sau một thời gian ngắn thì huyết thần chủ cùng trường bào lão giả phát hiện bọn họ cùng triệu vũ phỉ khoảng cách một điểm đều không có rút ngắn tiểu nha đầu này không đơn giản à thì huyết thần chủ lẩm bẩm nói trẻ tuổi như vậy nữ tử ở tốc độ trên lại không thua với hai người bọn họ lâu năm tầng một bất kể nói thế nào cũng là linh tộc huyết thống nếu không có ngươi vừa bắt đầu lộ ra sát ý nói không chắc huyết linh thần nguyên thạch đã sớm tới tay rồi. Trường bào lão giả mang theo cổ trách nói rằng, phần thiên hải bên trong, triệu vũ phỉ trong lúc vô tình phát hiện huyết linh thần nguyên thạch, trùng hợp hai người bọn họ trải qua, liền nổi lên sát tâm. Cỡ này báu vật, tức có thể xuất tiến độ đậm của huyết thống, tăng cường phản tổ trình độ, còn có thể dùng làm thần lực ngưng luyện, tăng cao thực lực. Đối với tầng một thần chủ tới nói, huyết linh thần nguyên thạch mê hoặc rất lớn, coi như là tầng hai thần chủ cũng sẽ cần. Sau đó, Trường Bào lão giả nhìn về phía phía trước, hét lớn một tiếng. "Linh tộc thần chủ, nếu ngươi đồng ý đem huyết linh thần nguyên thạch lấy ra, cùng chúng ta một nửa chia đều, việc này chúng ta liền không truy cứu rồi." Triệu Vũ Phỉ đương nhiên sẽ không tin tưởng, nàng đối với truy sát người, liều mạng, toàn tâm bỏ chạy. Nắm giữ thần võ tộc truyền thừa, nàng đối với bất kỳ chiến kỹ lĩnh ngộ lên một lượt lên tới tầng thứ cao hơn, tốc độ bí pháp trên cũng giống như vậy. Có thể bỗng nhiên, triệu vũ phỉ cảm nhận được phía trước, xuất hiện vài cổ làm nàng hoảng sợ mạnh mẽ khí tức. Định thân nhìn lại, cực phương xa xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, trong đó một tên nam tử, một con mộng ảo tóc bạc, trên người mặc trường bào màu bạc, bất chính là triệu phong sao. Còn có, triệu phong trên bả vai tiểu tạc miêu, một bên tân vô ngân, làm cho nàng càng thêm xác định điểm ấy. Phong ca. Triệu vũ phỉ nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ, con ngươi hồng hào, chuẩn bị lập tức tới ngay. Nhưng bỗng nhiên, nàng vẻ mặt biến đổi. Không được, không thể để cho luyện ngục thánh địa người, phát hiện phong ca. Luyện ngục thánh địa người, sở dĩ bồi hồi ở phần thiên hải, một trong số đó là vì tuần tra chu tước lâu, tật phong môn bị diệt manh mối, thứ hai nhưng là vì lục soát đệ cửu thần mâu manh mối. Triệu vũ phỉ sở dĩ sẽ đến đến phần thiên hải, cũng là nghe nói đệ cửu thần mâu xuất hiện ở đây quá đi tới nơi này sau nàng đối với một số tình huống hiểu rõ càng thêm rõ ràng nàng biết bây giờ mang hoang thần vực bên trong rất nhiều đại năng đối với đệ cửu thần mâu đều có thứ coi như tâm triệu vũ phỉ cắn răng một cái lập tức thay đổi phương hướng phương xa triệu phong nhìn thấy triệu vũ phỉ thời gian tương tự ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ bởi vì bọn họ ở nghịch thiên phái trước tìm tới triệu vũ phỉ thế nhưng, Triệu Vũ Phỉ chợt thay đổi phương hướng rời đi, này lệnh Triệu Phong có chút kinh dị. Có thể tiếp theo, Triệu Phong liền biết rồi nguyên nhân, tầm mắt của hắn cực kỳ rộng rãi, nhìn thấy gần bên ngoài một triệu dặm hai bóng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1516 Tải chiến Bắc Minh Huy bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1516. Tái chiến Bắc Minh Huy Thiên Vận Vực, Phần Thiên Hải Phụ cận. Thiên Thần sứ Bắc Minh Huy xuất lĩnh hai đại điện vương Bá Long, Thiên tịch thần chủ chính tại lục sát triệu Vũ Phỉ tung tích. Bắc Minh Huy trong tay có một hình vuông dụng cụ, trung tâm có một viên màu bạc thủy tinh cầu. Đây chính là thiên cơ tộc lục sát máy, bọn họ theo linh tộc trong tìm được triệu vũ phỉ tàn lưu lại khí tức, cũng thành công chế tác này dụng cụ. Khi triệu vũ phỉ, đến tột cùng giấu ở nơi nào? Bá Long thần chủ có một số táo bạo. Mà đang ở hắn oán giận thời điểm, Bắc Minh Huy trong tay lục soát máy, lóe lên rực rỡ ánh sáng ống ánh. Triệu vũ phỉ, ở bên kia. Bắc Minh Huy mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó, đoàn người hướng lục soát máy chỉ dẫn phương hướng mà đi. Bên kia thì huyết thần chủ cùng trường bào nam tử, chính đuổi giết triệu vũ phỉ. Có thể bỗng nhiên, bọn họ truy sát mục tiêu, cải biến bỏ chạy phương hướng. Hơn nữa, biến hóa này, làm cho bọn họ cùng triệu vũ phỉ cự ly, càng gần một chút. Nhà đầu kia thế nào? Trường bào lão giả tâm tồn nghi hoặc. Quản nhiều như vậy làm gì, trước đêm nàng bắt lại lại nói. Thì huyết thần chủ trong mắt lập lệ tinh quang, tốc độ đột nhiên tăng lên. Nơi này là Thiên Hà vực, là luyện mục thánh địa địa bàn, làm việc phải dùng tới lo lắng nhiều như vậy sao? Hưu hưu, hai gã thần chủ lập tức cải biến phương hướng, truy sát mà ra. Hôm nay cự ly dưới, bọn họ đã có khả năng thi triển công kích quấy nhiễu triệu vũ phỉ. Hưu u u bành. Thì huyết thần chủ tay phải duỗi một cái, nhấn một ngón tay, phóng xuất ra một đạo huyết hồng sắc viêm mang, hướng phía trước sỏ xuyên qua mà đi. Cực xa triệu phong biết triệu vũ phỉ là bảo vệ mình không cùng tự mình quen biết nhau chuyển đi người đuổi giết, trong lòng không khỏi có một tia ấm áp nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận tân huynh nhờ ngươi ra tay triệu phong lập tức nói địch nhân là thần chủ hắn không thể đơn giản bộc lộ thân phận huống hộ tân vô ngân ra tay liền đầy đủ bạch tân vô ngân thân hình lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện tại thị huyết thần chủ cùng trường bào lão giả phía trước. Oanh âm. Thị huyết thần chủ một đạo công kích, đánh trúng tại tân vô ngân trên người, bị nhẹ nhõm chặn, chẳng qua là bắn tung tóe lên một tia huyết hồng ánh lửa. Thấy như vậy một màn, thị huyết thần chủ cùng trường bào lão giả, tâm thần tức khắc trung lên, hoảng sợ muôn dạng. Có khả năng lấy thân thể, như vậy nhẹ nhõm chặn thị huyết thần chủ một kích, hoặc là luyện thể nhị trọng thiên thần chủ, hoặc là chính là tam trọng thiên nói chung trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thần chủ không phải bọn họ có khả năng đắc tội tiền bối thứ tội tại hạ luyện ngục thánh địa thị huyết thần chủ cùng phía trước vị nữ tử kia phát sinh tranh chấp mới truy sát nàng thị huyết thần chủ lập tức cúi đầu giải thích hắn thấy người trước mắt bỗng nhiên nhúng tay tất nhiên là cùng kia linh tộc tiểu nha đầu có quan hệ có nhiều mạo phạm xin thứ tội trường bào lão giả cũng lập tức thỉnh tội cực xa triệu phong quan sát đến hết thảy đồng thời hắn tập trung ý niệm chuẩn bị cho triệu vũ phỉ truyền âm nhưng nhưng vào lúc này triệu phong trong tầm mắt xuất hiện ba đạo nhân ảnh làm hắn thần sắc đột biến tìm được thiên tịch thần chủ nội tâm phấn chấn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ đối tượng bị bọn họ dẫn đầu tìm được bắc minh huy ba người xuất hiện tự nhiên cũng bị triệu vũ phỉ đám người phát hiện thật mạnh. Ba người kia tản ra khí tức cường đại, lệnh Triệu Vũ Phỉ cảm thấy kinh hãi, đồng thời nàng có chút kỳ quái, thế nào không bao lâu công phu, liền gặp phải nhiều như vậy cường đại thần chủ. Được. Bắc Minh Huy ánh mắt chút ngưng, tức khắc ra tay, phóng xuất ra một đoàn hỗn độn chi lực. Các ngươi. Thoáng chốc, Triệu Vũ Phỉ biết tình huống không ổn. Nhưng đối mặt Bắc Minh Huy một kích, nàng căn bản không có sức chống cự nhưng vào lúc này một cổ khác hỗn độn chi lực gào thét tới oanh phanh bồng hai cổ hỗn độn chi lực bỗng nhiên chạm vào nhau cường hãn thần lực phong bạo hướng bốn phía tịch quyển mà đi cùng thời khắc đó triệu phong xuất hiện ở triệu vũ phỉ bên cạnh vì nàng ngăn trở cổ phong bạo này cổ hơi thở này triệu phong bắc minh huy sắc mặt trầm xuống chợt đôi mắt mở to lộ ra vẻ kinh ngạc phong ca Triệu Vũ Phỉ tức khắc bắt lại Triệu Phong cánh tay. "Không sự tình, có ta ở đây." Triệu Phong cúi đầu ôn hòa nói. Nhưng trong lòng, Triệu Phong thật là cảm thấy tiếc hận. Vốn cho là tại Nghịch Thiên phái trước, tìm được Triệu Vũ Phỉ, chuyện này liền giải quyết tốt đẹp. Nhưng không ngờ, tại này khẩn yếu quan đầu, Nghịch Thiên phái nhân viên xuất hiện, nhưng lại đều là một chút người quen cũ. Không phương xa, Tân Vô Ngân cũng hơi cảm giác đáng tiếc bọn họ cùng nghịch thiên phái đều ở đây giành giật từng giây tìm kiếm triệu vũ phỉ tuy rằng bọn họ trước thời hạn tìm được nhưng nghịch thiên phái cũng theo sát mà tới triệu phong lúc này đây ngươi có chạy đằng trời bắc minh huy sắc mặt thâm trầm khẽ quát một tiếng đối với triệu vũ phỉ hắn đã chẳng muốn quản suy cho cùng bọn họ bắt triệu vũ phỉ cũng là để bức thứ chính thần mâu hiện thân đi vào triệu phong không nói hai lời đem triệu vũ phỉ, thu tiến tự mình mộng huyễn thần quốc. Bên kia, tân vô ngân bỏ lại thị huyết thần chủ đám người, lập tức trút lui. Hưu, hưu, hai người cấp tốc ly khai, cùng mộ cốc hội hợp sau, cùng bỏ chạy. Triệu phong cùng mộ cốc tốc độ, tại tam trọng thiên bên trong, hiếm người có thể so sánh cùng nhau, hai người bọn họ mang theo tân vô ngân, tốc độ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Bắc Minh Huy ba người, lập tức truy đuổi mà ra, lại phát hiện căn bản đuổi không kịp triệu phong ba người. Tiểu tử này, thật trưởng thành đến loại trình độ này. Nhìn phía trước mấy đạo nhân ảnh, từ từ tiêu thất, Bắc Minh Huy nội tâm vô cùng kinh ngạc. Lúc trước nghe Vũ Lưu Bình nói, Triệu Phong tại xích tinh vực chém giết tam trọng thiên thần chủ, hắn cảm thấy khó có thể tin. Nhưng mới vừa rồi cùng Triệu Phong giao phong, hơn nửa thời khắc này Triệu Phong cho thấy tốc độ, hắn bây giờ thật tin tưởng. Nhớ lúc đầu, Triệu Phong ở trong tay hắn, không có bao nhiêu sức chống cự. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền thành vừa được loại tình trạng này, Bắc Minh Huy chỉ có thể cảm khái, thật không hổ là thứ chính thần mâu sở hữu giả. Chúng ta đuổi không kịp, làm sao bây giờ? Thiên thần sứ đại nhân. Thiên tịch thần chủ một mặt sốt ruột. Không cần lo lắng, bọn họ đi không? Bắc Minh Huy không có bao nhiêu lo lắng. Tới lục soát triệu vũ phỉ, cũng không chỉ hắn một gã thiên thần sướng tại phát hiện triệu vũ phỉ hành tung thời gian hắn liền đem tin tức truyền lại cho sở hữu nhân viên quả không phải triệu phong đám người bỏ chạy không bao lâu ngay phía trước liền hiện ra một cổ khí tức mạnh mẽ ha ha thật không nghĩ tới thứ chính thần mâu lại có thể chủ động hiện thân tự chui đầu vào lưới một gã thân xuyên bạch y thon dài nam tử xuất hiện ở phía trước thiên thần sướng triệu phong ánh mắt trầm xuống ban đầu ở thiên cơ tộc thần quốc triệu phong thấy qua sở hữu thiên thần sứ đối với bộ dáng của bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ thời khắc này phía trước xuất hiện bạch y nam tử chính là thiên thần sứ một trong quan tộc mộ cốc từ nơi này tên bạch y nam tử trên người cảm thụ được quen thuộc huyết mạch khí tức liền sau đó một khắc lại một tên nhị trọng thiên u UH hắc nữ tử giống như lưu quan thoáng hiện nhìn lên tu vi khí tức hẳn là nghịch thiên phái điện vương đã như vậy chiến triệu phong lập tức quát lên trước bọn họ đối mặt tốc độ so với chậm bắc minh huy ngược lại có rất lớn khả năng chạy trốn nhưng bây giờ chạy tới bạch y thiên thần sứ có quan tộc huyết mạch có lẽ khó mà vung đã như vậy liền trực tiếp khai chiến lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết mấy người này hư u u mộ cốc vọt thẳng hướng tên kia bạch y thiên thần sứ cũng thôi động quan tộc huyết mạch bản thân hắn đối với nghịch thiên phái vô cùng cừu thị đối với có quan tộc huyết mạch nghịch thiên phái thành viên càng là cừu thị tới cực điểm bạch bạch bạch, bạch. triệu phong vung tay lên phóng xuất ra ba đại chiến đấu hình phân thân triệu không triệu vong triệu vạn quan tộc thần quốc cuộc chiến trong Triệu Phong chém liên tục hai gã Tam Trọng Thiên thần chủ, mấy tên Nhị Trọng Thiên, trong tay tài nguyên thập phần đầy đủ. Những này trong chỉ có cực nhỏ bộ phận đối với Triệu Phong hữu dụng, mà dư, hắn giao tất cả cho phân thân cùng diệt thế Hắc Long, tiểu tạc miêu các loại bởi vậy, thực lực của những người này cũng có tăng lên cực lớn. Tân Vô Ngân kể cả Triệu Phong phân thân, phân biệt tấn công về phía Bá Long thần chủ, Thiên Tịch thần chủ, U UH Hắc nữ tử ba đại điện vương mà Triệu Phong thì chủ động đón lấy Bắc Minh Huy. Hỗn độn lôi kiếp kiếm. Không nói hai lời, Triệu Phong vận chuyển hỗn độn chi lực, bỗng nhiên giết ra. Hừ. Bắc Minh Huy hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra một đoàn hỗn độn chi lực, nhằm phía Triệu Phong. Nhìn từng trải qua nhỏ yếu vô cùng người, trở nên cũng giống như mình cường đại, có cũng giống như mình hỗn độn chi lực, Bắc Minh Huy trong lòng thập phần cảm giác khó chịu. Oanh phanh bồng điện quan thạch hỏa, hai người giao thủ mười mấy chiêu, hỗn loạn năng lượng phong bạo, hướng bốn phía tịch quyển mà đi. Sơn Hà khuynh đảo, đại địa vỡ vụn. Mấy cái giao thủ, hai người tách ra, dừng lại khoảnh khắc. Thật mạnh, hỗn độn chi lực cùng ta tương xứng, nhưng hắn hỗn độn chi lực trong, còn có lôi kiếp lực lượng. Bắc Minh Huy ánh mắt oán độc nhìn chầm chầm Triệu Phong. Hắn vốn cho là, tự mình chẳng qua là vô pháp đánh bại Triệu Phong, lại không nghĩ rằng cùng Triệu Phong trong lúc giao thủ, lại là tự mình chịu thiệt. Hỗn nguyên tỏa. Bắc Minh Huy một chưởng đẩy dời đi, bốn phía vô cùng hỗn độn chi lực, theo bốn phương tám hướng, hướng Triệu Phong tuôn ra. Lúc trước, Bắc Minh Huy chính là dùng một chiêu này, bắt giữ Triệu Phong. Hỗn độn lôi động. Triệu Phong phóng xuất ra hỗn độn chi lực, lôi kiếp lực lượng, nháy mắt cấu trúc thành một cái đen như nước sơn lôi điện chi động. Oanh âm chi chi hai cổ cường đại hỗn độn chi lực, mãnh liệt va chạm vào nhau. Bắc Minh Huy hỗn độn chi lực, hình thành một cái hôn ám vọng sáng, ý đồ vây khốn Triệu Phong. Nhưng là, thân ở hỗn độn lôi động trong Triệu Phong, tự như một cái gai nhím, không gần như chỉ ở phòng ngự, đồng dạng đang công kích. Hai cổ hỗn độn chi lực, duy trì liên tục va chạm giao phong, kia cường đại thần lực, lệnh phụ cận hư không đều vặn vẹo lên. Sau cùng, bắc minh huy hỗn độn chi lực từ từ tiêu hao hết nhưng không có phá hỏng triệu phong phòng ngự tại sao có thể như vậy bắc minh huy không cam lòng hỗn độn tỏa cùng thời khắc đó triệu phong hỗn độn lôi động hóa thành vô số hỗn độn loạn lưu gào thét mà ra lượn quanh tại bắc minh huy bốn phía một chiêu này ta cũng học triệu phong ánh mắt lạnh lùng hai tay hợp lại tức khắc vô cùng hỗn độn loạn lưu xoay tròn mà lên, tạo thành một vòng vây, cũng từ từ nhỏ dần. Hỗn thiên ba Bắc Minh huy vận chuyển hỗn độn chi lực, oanh kích ra một đạo cường hãn hôn ám vặn vẹo sóng ánh sáng. Oanh âm Hỗn độn tỏa vòng vây, bị nện ra một cái trống rỗng, nhưng rất nhanh lại bị bổ sung. Khóa Triệu Phong khẽ quát một tiếng Đem Bắc Minh Huy vây quanh hỗn độn loạn lưu, bỗng nhiên rút lại, đem Bắc Minh Huy bao khỏa ở bên trong làm sao có thể? Bắc Minh Huy thần sắc chút hoảng hốt. Lúc trước hắn dùng này chiêu đối phó Triệu Phong, thời gian đến nỗi nay, Triệu Phong dùng tương tự chiêu thức, đưa hắn cho nhốt ở bên trong. Ta không có khả năng thua ở ngươi. Bắc Minh Huy đột nhiên hét lớn mà lên, thể nội bộc phát ra một cổ hỗn động hồng hoang huyết mạch chi lực. Âm. Tại cổ này huyết mạch khí tức trong, thân thể của hắn từ từ u ám, nửa người dưới trực tiếp tiêu thất, hóa thành một đoàn hôn ám vặn vẹo quan vụ. Thôi động huyết mạch sau, Bắc Minh Huy phóng xuất ra cường đại hơn hỗn độn chi lực, tránh ra khỏi triệu phong hỗn độn tỏa. Bổ thiên tộc huyết mạch Này hỗn độn chi lực chất lượng cùng uy năng, dĩ nhiên diện rộng tăng trưởng. Triệu phong không khỏi khen ngợi. Bất quá, Bắc Minh Huy bổ thiên tộc huyết mạch cũng ở đây mưu hại của hắn trong. Mới vừa giao thủ, Triệu Phong cũng không có đem hết toàn lực càng có rất nhiều thủ đoạn, không có thi triển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1517 Chém liên tục điện vương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1517 Chém liên tục điện vương, hỗn thiên ba Thôi đồng bổ thiên tộc huyết mạch sau Bắc Minh Huy chiến lực tăng mạnh, vung tay nện ra một đoàn hôn ám vặn vẹo sóng ánh sáng, quy năng quá mức. Triệu Phong không chút hoang mang, chủ động đón nhận, trong tay hỗn độn lôi kiếp kiếm, quy năng bạo tăng, thể tích tăng lớn gấp ba. Oanh ầm. Triệu Phong một kiếm chém vào mà xuống, hai người dằn có khoảnh khắc, cổ kia hỗn loạn sóng ánh sáng, bị một kiếm chém mở. Lúc này đây, Triệu Phong vận dụng lôi chi pháp tắc, tăng phúc lôi kiếp chi lực quy năng, làm cho hỗn độn lôi kiếp kiếm lực phá hoại càng mạnh. Lôi chi pháp tắc. Bắc Minh Huy thần sắc hơi sững sờ. Không nghĩ tới trừ thời không pháp tắc, Triệu Phong bây giờ lại tìm hiểu Lôi chi pháp tắc. Nhưng vào lúc này, hưu u u, Bắc Minh Huy phía sau bỗng nhiên lóe ra màu xám bạc ám mang, hướng Bắc Minh Huy đánh lén mà đi. Muốn chết. Bắc Minh Huy ánh mắt lẫm liệt. Bổ Thiên tộc đối với bất kỳ thuộc tính lực lượng cảm giác thập phần mẫn duệ hơn nữa bắc minh huy tự mình vẫn là tam trọng thiên thần chủ hắn lập tức nhận thấy được tiểu tạc miêu đánh lén ô ô nơ gơ bắc minh huy phía sau hỗn độn chi lực cấp tốc trào động hình thành một mặt trắng chắc hôn ám vách tường lấy tiểu tạc miêu lực lượng rất khó phá vỡ tam trọng thiên thần chủ phòng ngự có thể nhưng vào lúc này tiểu tạc miêu thân thể trở nên đen như nước sơn như ảnh cũng chia năm xẻ bảy hóa thành bốn đạo ảnh lưu vòng qua đạo kia hỗn độn vách tường. Này bốn đạo ảnh lưu, khí tức vô cùng ẩn nấp, hơn nữa hoàn toàn giống nhau, lệnh Bắc Minh Huy khó mà phân biệt. Ám ảnh tộc huyết mạch bí pháp. Triệu Phong mỉm cười. Trước, tại linh tộc, liệt kim tộc trong đại chiến, Triệu Phong cùng ám ảnh tộc ám diệt cổ thần giao thủ qua, về sau giao thủ ảnh lưu phong trong, sử dụng cũng phần lớn là ám ảnh tộc chiến kỹ. Hưu, U, U Phốc. Bốn đạo ảnh lưu, hóa thành bốn chỉ màu đen tiểu tạc miêu, đồng thời ngưng tụ một đạo đen như nước sơn chi nhận, hòa hướng Bắc Minh Huy thân thể. Cận thân phía dưới, ám ảnh tộc ám sát, vô cùng khủng bố, nháy mắt hàng lâm. Hí y y y Bắc Minh Huy hí mà lên, trên thân hình xuất hiện bốn đạo vết thương, hơn nữa cực khó khăn khép lại. Triệu phong mắt trái chút ngưng, nhìn chầm chầm Bắc Minh Huy vết thương, hơi kinh ngạc. Diệt thế long tộc huyết mạch lực lượng. Đây là hắn lần đầu tiên, thấy tiểu tạc miêu sử dụng ra thái cổ top 10 huyết mạch chi lực, có thể là thụ diệt thế hắc long ảnh hưởng, suy cho cùng hai người thường xuyên sống chung một chỗ. Tuy rằng này cổ cùng loại diệt thế long tộc lực lượng, cũng không hoàn toàn, nhưng đã rất khó được. Này thiên cơ miêu, lại có thể. Bắc Minh Huy kinh ngạc không gì sánh được. Phổ thông thiên cơ miêu, chẳng qua là có thiên cơ tộc huyết mạch, sức chiến đấu cũng không cường mà dùng tới làm thái cổ tộc phục chế kế hoạch thiên cơ miêu, hoặc là thất bại tử vong, hoặc là thu được thái cổ tộc huyết mạch. Có thể trước mắt con mèo này, nhưng là sử dụng nó thái cổ huyết mạch chi lực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hưu u, u, triệu phong nhân cơ hội xông lên, huy động hỗn độn lôi kiếp kiếm, phát động mãnh liệt tấn công. Oanh phanh bồng. Hỗn độn chi lực giao phong, làm cả không gian, hơi hơi chấn động. Bị tiểu tặc miêu đánh lén, Bắc Minh Huy trạng thái có ảnh hưởng, hơn nửa triệu phong thần linh nhãn sức quan sát, Bắc Minh Huy công kích bị triệu phong phá giải, phòng ngự chiến kỹ cũng bị hiểu rõ, lần nữa bị thương. Đi tìm chết đi. Bắc Minh Huy hét lớn một tiếng, trong tay của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một khối hôn ám mảnh vỡ. Đem cái này mảnh vỡ nắm trong tay, Bắc Minh Huy nắm giữ hỗn độn chi lực, uy năng cùng chất lượng tức khắc kéo thăng một tầng thứ, cho người ta to khổng lồ cảm giác áp bách tổ khí tàn phiến. Triệu Phong nội tâm cả kinh. Thời khắc này Bắc Minh Huy lấy ra, chỉ sợ không phải tổ khí tàn phiến, mà là bổ thiên tộc trấn tộc tổ khí trên tàn phiến. Hỗn loạn toái thiên trảm. Bắc Minh Huy cầm tổ khí tàn phiến, mãnh liệt nhất họa, phóng xuất ra một đạo kinh người hỗn độn sóng xung kích. Kia to khổng lồ hỗn độn sóng xung kích, uy thế kinh người, cấp tốc tịch quyển giữa thiên địa lực lượng, hướng Triệu Phong oanh áp mà đi xuất ra tổ khí tàn phiến sau, Bắc Minh Huy thi triển ra hỗn độn công kích, có lẽ hơi thắng Triệu Phong một bậc. Đã như vậy, để ngươi biết một chút về, mộng huyễn thần mâu lực lượng. Triệu Phong không chút hoang mang, mắt trái trong, hỗn độn chi lực cùng lôi kiếp lực lượng, ba động mà lên, nháy mắt vặn vẹo cùng một chỗ. Hỗn độn lôi kiếm. Bỗng nhiên, Triệu Phong trong mắt trái, một đạo hôn ám lôi quan chi kiếm, lóe lên mà ra hư u u phản phất có một đạo hôn ám nặng nề lôi kiếm, nháy mắt bắn ra, xuyên thấu hết thảy. Đem hỗn độn chi lực cùng lôi kiếp lực lượng, ngừng kết thành đồng thuộc sao. Bắc Minh Huy nội tâm chấn động. Trong tay hắn tổ khí tàn phiến, là dùng tới tăng phúc hỗn độn chi lực. Mà Triệu Phong thì dùng thứ chín thần mâu, tới tăng phúc hỗn độn chi lực uy năng. Oanh ầm. Khi hôn ám lôi quang, nháy mắt đâm trúng hỗn độn sóng xung kích, đáng sợ thần lực tức khắc đánh tan ra lệnh thiên địa hỗn loạn thấy không rõ tình trạng nhưng triệu phong mắt trái có thể xuyên thấu hết thảy thấy trung tâm nhất tình huống chỉ thấy kia một đạo hôn ám lôi quan chi kiếm đem hỗn động trùng kích phá đâm trách một lỗ hổng tức khắc hỗn động lôi kiếm từ đó xỏ xuyên qua mà đi xuyên thấu hết thảy hỗn động lôi kiếm công kích càng là tập trung triệu phong mỉm cười luận lực phá hoại Hỗn độn lôi kiếm có lẽ so ra kém Bắc Minh Huy công kích, nhưng hỗn độn lôi kiếm lực lượng, ngưng tụ một điểm, lực xuyên thấu cùng sức bật càng mạnh. Không. Bắc Minh Huy kinh hô một tiếng tự mình tế xuất tổ khí tàn phiến cường hãn một kích, như trước bị triệu phong cho phá giải. Hưu, u, u, lôi quan chật hiện, Bắc Minh Huy lồng ngực xuất hiện một cái lỗ thủng, máu me tung tóe mà ra. Đồng thuộc bản hỗn độn lôi kiếm, đối với linh hồn cấp độ thương tổn đồng dạng to khổng lồ, lệnh bắt minh huy linh hồn xuất hiện trong nháy mắt tê dại, hỗn loạn. Cùng thời khắc đó, triệu phong hướng bắt minh huy dết tới, vài đạo kiếm chém giáng lâm xuống. Oanh phanh bồng. Bắc Minh Huy bàn tay một nhất, to lớn hỗn độn chi lực, còn như sóng biển cuồn cuồn, ngăn chặn Triệu Phong công kích. Mộng huyển hóa. Triệu Phong thi triển mộng huyển bản nguyên đồng thuật. Mắt trái trong, bản nguyên chi lực trao động, từng tầng một mộng huyển quan vụ, xoay tròn lan tràn ra, thấm vào thiên địa không gian. Thoáng chốc, lấy triệu phong làm trung tâm, tất cả trong thiên địa biệt kín một tầng mộng huyễn sắc thái. Chém. Triệu phong lần nữa tấn công về phía Bắc Minh Huy. Lúc này đây, tại mộng huyễn hóa suy yếu dưới, Bắc Minh Huy dưới trạng thái hàng, phòng ngự âm âm vỡ vụn. Quanh phốc. Một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang, đánh vào Bắc Minh Huy trên lòng ngực. Thân hình hắn bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu lớn. Thứ chín thần mâu năng lực. Bắc Minh Huy cảm thụ được sáng lạng vô cùng thiên địa, tự thân trạng thái lại hết sức đê mê, không ngừng hạ thấp, trong lòng có loại không rõ bất an. Hưu u u, Bắc Minh Huy bỗng nhiên hướng về phía sau thối lui. Hắn kiến thức qua vài lần triệu phong mộng huyễn hóa, đối với có nhất định lý giải. Bây giờ hắn thân chịu trọng thương, nếu là ở mộng huyễn hóa dưới ảnh hưởng, tiếp tục cùng Triệu Phong truyền đấu, tính nguy hiểm cực lớn. Bởi vậy, Bắc Minh Huy lựa chọn tạm thời thối lui, ngăn chặn cục diện. Hắn tin tưởng, Triệu Phong không có khả năng một mực duy trì mộng huyển hóa. Nhưng là, lệnh Bắc Minh Huy ngạc nhiên ngoài ý muốn là, tự mình xoay người thối lui, Triệu Phong lại có thể không có đuổi theo. Hưu, u, u, Triệu Phong bỗng nhiên xoay người, hướng bá long thần chủ, thiên tịch thần chủ, u UH hát nữ tử này ba tên điện vương giết đi bọn họ hôm nay mục đích là thoát khốn, không phải không muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, đã bắt Minh Huy lựa chọn rút đi, Triệu Phong đương nhiên sẽ không truy đuổi đánh giết. Húng hồ Bắc Minh Huy là tam trọng thiên, bổ thiên tộc huyết mạch cũng am hiểu phòng ngự, chém giết độ khó cùng với trước Vũ Lưu Bình, chỉ có hơn chứ không kém. Oanh phanh bồng Triệu Phong ba đại phân thân, phối hợp tân vô ngân, cùng ba đại điện vương kịch liệt chiến đấu hăng hái. Tuy rằng cục diện là dặn có không xong, nhưng Triệu Phong đã cảm thấy không sai, suy cho cùng hắn ba đại phân thân tu vi đều là nhị trọng thiên phía dưới. Trước hết là giết ngươi. Triệu Phong ánh mắt cố định tại Thiên Tịch thần chủ trên người. Ba người này trong, Triệu Phong quen thuộc nhất chính là Thiên Tịch thần chủ, mà thực lực yếu nhất cũng là Thiên Tịch thần chủ. Hưu u u, Triệu Phong hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, cấp tốc tới gần Thiên Tịch thần chủ. Cái gì? thiên tịch thần chủ rất là giật mình, Triệu Phong lại có thể đánh bại thiên thần sứ Bắc Minh Huy. Một cổ tử vong nguy cơ tràn ngập trong lòng, để cho thiên tịch thần chủ không có nhiều hơn tâm tình đi giật mình. Tử vong tuyền qua. Thiên tịch thần chủ vận chuyển tử vong chi mâu, phóng xuất ra một cái to khổng lồ đen như nước sơn vọng xoáy, bên trong tràn đầy tử vong pháp tắc, lệnh hết thảy hướng đi tử vong. Nhưng mà, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, cho dù chết vong, cũng phải nhượng bộ lui binh. Quanh ầm. Một đạo hỗn độn lôi kiếp quan trảm, đem tử vong tuyền qua trực tiếp oanh phá, hướng về phía sau đánh tới. Nhìn thấy này màn, thiên tịch thần chủ hù dọa toàn thân thẳng run rẩy, bỏ chạy mà đi. Này đạo quan trảm tốc độ quá nhanh, thiên tịch thần chủ vô pháp né tránh. Oanh phốc hỗn độn lôi kiếp quan trảm hàng lâm, đem thiên tịch thần chủ cánh tay phải bị trực tiếp chém xuống, đau đớn kịch liệt, làm hắn liên tục khí. Một kích này, sẽ phải ngươi mạng chó. Không đợi thiên tịch thần chủ tỉnh thần lại, triệu phong sát ý nghiêm nghị thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, một đạo uy năng càng thêm to khổng lồ hỗn độn lôi kiếp kiếm mang, gào thét mà đi. Oanh âm. Thiên tịch thần chủ, thân thể nổ nứt ra, tại vô cùng hỗn độn, lôi kiếp lực lượng phá hư dưới, hôi phi yên diệt. Toàn bộ từng đánh chết trình, không đến hai hơi thở. Triệu phong, dừng tay bắc minh huy gầm lên một tiếng chủ động vọt tới hỗn độn lôi kiếm triệu phong mắt trái vận chuyển một đạo hôn ám lôi quan chi kiếm bay nhanh phục ra mà ra bắc minh huy đánh một cái giật mình lập tức né tránh hưu u u phốc làm sao hỗn độn lôi kiếm tốc độ quá nhanh theo hắn vai phải xỏ xuyên qua mà qua hỗn độn lôi kiếm không chỉ có tốc độ nhanh uy lực cũng vô cùng cường đại lệnh bắc minh huy thương thế lần nữa tăng thêm trong lòng sống lên một cổ kiên kỵ. Đến phiên ngươi đi chết. Triệu Phong ánh mắt, rơi vào cách đó không xa bá long thần chủ trên người. Không. Cứu ta, thiên thần sứ đại nhân. Vừa mới trơ mắt nhìn thiên tịch thần chủ bị Triệu Phong chém giết, thời khắc này mình bị Triệu Phong để mắt tới, bá long thần chủ sợ mất mật, lập tức hướng Bắc Minh Huy cầu cứu. Nhìn thấy này màn, Bắc Minh Huy sắc mặt dãy dụa xoắn xuýt, thống khổ không chịu nổi. Triệu Phong, ngươi dám. Bắc Minh Huy nổi giận nói, thôi động tổ khí tàn phiến, tấn công Triệu Phong. Hắn thời khắc này không dám đến gần Triệu Phong, nhưng công kích tầm xa, quấy nhiễu Triệu Phong, vẫn là có thể được. Hỗn độn lôi động. Triệu Phong vận chuyển hỗn độn chi lực, lôi kiếp lực lượng, ngưng tụ một cái đen như nước sơn hỗn độn lôi điện chi động. Oanh phanh bồng. Bắc Minh Huy cường hãng một kích, oanh kích mà đến, nhưng Triệu Phong toàn lực thi triển phòng ngự chiến kỹ, đủ để chặn. Phương xa, bá long thần chủ hơi chút thở phào. Có thể nhưng vào lúc này, kia hôn ám lôi động bên trong, bỗng nhiên lóe ra một đạo lôi quang. Đó là Bá Long thần chủ nhìn chầm chầm đạo kia lôi quang, phát hiện bên trong, có một thanh vặn vẹo hôn ám lôi điện quang kiếm. Đây chẳng phải là vừa mới, đâm xuyên Bắc minh huy bờ vai hỗn động lôi kiếm sao. Hưu, u, u phốc khi bá long thần chủ minh bạch điểm ấy thời gian, hỗn động lôi kiếm theo đầu hắn trong xuyên thấu mà qua. Tức khắc, oanh phanh, một tiếng, bá long thần chủ thân thể nổ nứt ra, hắc diễm điên cuồng phát tiết mà ra, có thể cảm thụ được, bá long thần chủ hấp hối. Nếu không phải là thái cổ vạn tộc thứ chín diệt thế long thể, bá long thần chủ chỉ sợ bị triệu phong trực tiếp miễu sát. hưu u, u, tân vô ngân nhân cơ hội lao ra, to khổng lồ ngũ hành quan trưởng, oanh áp mà xuống, Đem đoàn kia hát diễm, triệt để yên diệt. Đến tận đây, tân vô ngân đám người trên chiến trường, ba đại điện vương vẫn lạc hai người, còn thừa lại u UH hắc nữ tử, hoảng sợ muôn dạng, không biết làm sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1518 Chém Thiên Thần sướng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 1518. Chém Thiên thần sứ bên kia, chính cùng mộ cốc chiến đấu Bạch Y Nam tử, nhận thấy được dư chiến trường tình huống, sắc mặt kinh hãi. Tại Thiên thần sứ trong, Bắc Minh Huy cũng coi như tương đối nhân vật mạnh mẽ, thời khắc này lại có thể thân chịu trọng thương. Mà ba đại điện vương trong đã vẫn lạc hai người, còn dư lại u hắc nữ tử cũng là tràn ngập nguy cơ. Bắc Minh Huy, chuyện gì xảy ra? Bạch Y Nam tử kinh hô hỏi. Bắc Minh Huy tức khắc trầm mặt không nói, không biết nói như thế nào lên. Theo lý thuyết, bọn họ thời khắc này chỉ cần ngăn cản Triệu Phong, chờ hộ pháp đám người tới rồi, hết thảy liền kết thúc. Thế nhưng, nhìn từng trải qua nhỏ yếu Triệu Phong trưởng thành đến mức này, có giống như hắn hỗn độn chi lực, Bắc Minh Huy liền quên mất nguyên bản mục đích, bức thiết muốn đánh bại Triệu Phong, chứng minh tự mình. Kết quả, nhưng là chính hắn thảm bại. Có thể nói, hôm nay cục diện đều là hắn một tay tạo thành. Nhưng đối với Bắc Minh Huy tới nói, đây hết thảy đều là bởi vì Triệu Phong. Hỗn độn thần tán. Bắc Minh Huy hét lớn một thân, huyết mạch thần lực thiêu đốt mà lên. Âm. Hắn song trưởng mãnh liệt quanh ra, nện ra từng đạo to lớn hỗn độn chi lực. Đại lượng hỗn độn chi lực tụ tập tại Triệu Phong phía dưới, hình thành một cái hỗn độn vòng xoáy, tản mát ra cường đại hấp xả lực, hấp thu tất cả trong thiên địa lực lượng hỗn độn vòng xoáy phía trên, Triệu Phong bị vô cùng cường đại hấp xả lực, khó mà thoát thân. Mà kia hỗn động chi lực hình thành vòng xoáy, hấp thu hết thảy lực lượng, không ngừng mở rộng, cũng hướng lên phía trên phóng đi, dường như muốn đem Triệu Phong mai táng ở đó độn vòng xoáy bên trong. Ô ô nờ Triệu Phong lập tức thôi động ba cái tổ khí tàn phiến, thi triển ra một cổ thời không sóng ánh sáng, hàng lâm phía dưới. Này cổ cường hãng thời không lực lượng, trung kích tại hỗn độn chi lực trên, đối với tạo thành trở ngại to lớn cùng với nó ảnh hưởng. Khi hỗn độn vòng xoáy uy lực, từ từ yếu bớt, xoay tròn tốc độ cũng thông thả vài phần. Cùng lúc đó, Triệu Phong tay cầm hỗn độn lôi kiếp kiếm, chém vào ra vài đạo cường hãn tuyệt luân kiếm mang. Quanh phanh thoáng chốc, toàn bộ hỗn độn vòng xoáy, băng liệt ra. Nhìn thấy này màn, Bắc Minh Huy lần nữa về phía sau rút lui một khoảng cách. Thời khắc này hắn thân trọng thương, thi triển ra dòng máu mạnh nhất bí pháp, đều không làm gì được triệu phong. Một khi bị triệu phong chờ đến cơ hội, chính hắn cũng có thể bị mất mạng. Bên kia, ba đại điện vương chỉ còn lại có U UH hắc nữ tử một người, tần vô ngân cùng triệu phong phân thân liên thủ, đối phương liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Không đến khoảnh khắc, U UH hắc nữ tử bị liên thủ chém dết. Đến tận đây, ba đại điện vương toàn bộ ngã xuống. Dết. Triệu Phong nhìn cùng mộ cốc chiến đấu bạch y thiên thần sứ. Chỉ cần giải quyết tên này có quan tộc huyết mạch thiên thần sứ, mọi người là có thể bình yên ly khai. Không. Tại sao có thể như vậy? Chính cùng mộ cốc chiến đấu bạch y nam tử, cảm giác được mấy cổ khí tức cấp tốc tới gần, biến sắc đột nhiên thay đổi. Thời quan tù lao. Mộ cốc tức khắc phát lực. Đối với nhổ trồng quan tộc huyết mạch thiên cơ tộc nhân viên, Hắn hận không thể đem thiên đao vạn quả. Ô-Ô-N-G Bạch y nam tử quanh thân, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo hư bạch lưu quan, từ từ kéo dài, hình thành một cái màu trắng lao tù. Người bình thường nếu là thân ở này lao tù trong, nhất định là hành động thông thả, dường như rùa. Nhưng bạch y nam tử cũng là quan tộc, có quan chi pháp tắc, thời gian chi lực, đối với lần này thuộc có cực mạnh sức chống cự. Oanh Phanh Bồng hắn song trưởng liên tục quanh ra, phóng xuất ra cường đại thời gian lực lượng, sau cùng oanh phá thời quan tù lao. Nhưng nhưng vào lúc này, Triệu Phong, Tân Vô Ngân đám người tới rồi. Ngũ hành phá pháp trưởng. Tân Vô Ngân bàn tay duỗi một cái, ngưng tụ ngũ hành chi lực, đánh ra một đạo to khổng lồ năm màu vòng xoáy quan trưởng, theo trên không xuống phía dưới nghiền ép mà đi. Triệu Phong cánh tay vung lên, cầm trong tay hỗn độn lôi kiếp kiếm, phóng xạ mà ra hắn mấy đại phân thân, cũng đồng thời vận chuyển huyết mạch nhãn đồng, đối với bạch y nam tử phát động tấn công. Quanh phanh bồng. Mới vừa đột phá thời quan tù lao, bạch y nam tử liền bị mọi người phô thiên cái địa công kích chìm ngập. Này còn chưa đủ để lấy đem bạch y nam tử thế nào, suy cho cùng hắn là quan tộc, có thời gian thân thể, đối với bất kỳ lực lượng nào đều có cực mạnh sức miễn dịch. Hưu, u, u, bạch y nam tử theo kia kinh thiên nổ tung sóng gió trong sông bắc minh huy ngươi đang làm gì như này nhiệm vụ thất bại hậu quả ngươi có nghĩ tới không bạch y nam tử tức khắc quát lên hắn thấy tình thế phát triển trở thành như vậy đều là bắc minh huy trách nhiệm hậu quả bắc minh huy tức khắc thân thể chấn động thiên chủ kế hoạch đã tới giai đoạn cuối cùng hắn đối với chuyện này vô cùng quan tâm bức thiết hy vọng được đến thứ chính thần mâu nếu là chuyện này bởi vì hắn mà thất bại hậu quả có lẽ so với chết còn khủng bố. Nghĩ tới đây, Bắc Minh Huy hít sâu một mạch, nhìn Triệu Phong đám người. Nhất định phải cản bọn họ lại, chờ hộ pháp tới rồi. Tân Huynh, nhờ ngươi tạm thời ngăn trở Bắc Minh Huy. Triệu Phong thấp giọng nói. Bắc Minh Huy đã trọng thương, chiến lực tổn hao nhiều, Tân Vô Ngân cùng Triệu Phong ba bộ phân thân liên thủ, ngăn trở hắn cũng không thành vấn đề. Mộ cốc tiền bối, động thủ. Triệu Phong lập tức quát lên. Quan tộc Bạch Y Nam tử tốc độ tương đối nhanh, nếu không trọng thương hắn hoặc giết chết, sẽ rất khó thoát khốn. Thời quan chi nhận. Mộ cốc sông trưởng liên tục gọt bỏ, liên miên không dứt hư bạch quan nhận, gào thét mà ra, dường như một đầu không dừng tận màu trắng hà lưu. Hư, u, u, triệu phong thì cầm trong tay hỗn độn lôi kiếp kiếm, chủ động giết tới, đánh cận chiến. Chém bạch y nam tử khẽ quát một tiếng, hai tay huy động, trảm ra hai đạo to khổng lồ vô cùng thời gian lưỡi đao. Khi lưỡi đao đi qua chỗ, hết thảy đều trở nên yên tĩnh, hư không đều gần như động lại. Nhìn thấy này màn, triệu phong đồng dạng ngưng tụ hai thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, ném mạnh mà ra. Oanh phanh bồng. Thời gian lưỡi đao cùng hỗn độn lôi kiếp kiếm ầm ầm chạm vào nhau, thời gian chi lực cùng hỗn độn chi lực, cho nhau tập kích va chạm, lệnh kia nổ tung điểm hư không, sản sinh cấm kỵ vặn vẹo. Thật là mạnh mẽ hỗn độn chi lực, khó trách Bắc Minh Huy sẽ bại. Bạch Y Nam tử nội tâm cả kinh. Tự mình vừa mới đã toàn lực ứng phó, này vừa giao phong trong, hắn nhưng là rơi vào phía dưới. Phía trước, một cổ khủng bố hỗn độn phong bạo, hướng hắn cuốn tới. Vù vù. Bạch Y Nam tử liên tục huy chưởng phóng xuất ra một tầng thời gian chi lực, đánh tan cổ phong bạo kia. Nhưng nhưng vào lúc này, khi hỗn độn phong bạo trung tâm, xuất hiện một đạo dị thường chói mắt lôi quang. Hưu, u, u lôi quang chật hiện, một đạo hỗn độn lôi điện chi kiếm, hướng bạch y nam tử bay vụt mà tới. Thật nhanh. Bạch y nam tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Triệu phong đồng thuật công kích quá nhanh, cho tới hắn cảm thụ được dị thường, kia đồng thuật công kích cũng đã hàng lâm mà tới. Bạch y nam tử thôi động thời gian lực lượng, ảnh hưởng triệu phong công kích, đồng thời tự thân kiệt lực bỏ chạy xa một bên triệu phong yên tĩnh nhìn một màn này trước hắn hỗn độn lôi kiếm có thể nói là bách phát bách trúng nhưng đối mặt có thời gian chi lực quan tộc liền không giống quan tộc thời gian chi lực có khả năng dùng địch nhân công kích giảm bớt còn có thể tăng phúc tự thân tốc độ thái cổ vạn tộc trong nhanh nhất chủng tộc có thể không là gọi không có thể triệu phong thứ chín thần mâu cũng không phải có tiếng không có miếng gia tốc. Trúng đích. Triệu Phong điều động bản nguyên chi lực, tâm niệm lực lượng vận chuyển, hình thành một cái ý niệm mãnh liệt. Mắt trái của hắn, ngưng mắt nhìn tại hỗn độn lôi kiếm phía trên, hắn thời khắc này chỉ hy vọng, hỗn độn lôi kiếm có thể trúng đích bạch y nam tử. Mộng tưởng thành thật năng lực, tức khắc phát động. Theo thần mâu lột xác, tu vi đột phá, triệu phong tâm niệm lực lượng không ngừng tăng cường, mộng tưởng thành thật năng lực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hưu, U, U, kia nguyên bản khả năng không lớn trúng đích bạch y nam tử công kích, lâm thời cải biến công kích quỷ tích, hơn nữa tốc độ còn có gia tăng. Cái gì? Bạch y nam tử thần sắc đại biến, khó có thể tin. Tốc độ càng nhanh công kích, chú ý một đòn giết chết, cơ hồ là rất khó cải biến quỷ tích. Lúc này, hắn lại gặp phải như vậy một màn quỷ dị. Khi hỗn độn lôi kiếp kiếm, không chỉ có cải biến quỷ tích, hơn nửa chuyển ngoặt vô cùng lớn, tốc độ trái lại tăng, đơn giản là vi phạm lẽ thường. hưu u, u phốc. Hỗn độn lôi kiếm theo bạch y nam tử lồng ngực, xỏ xuyên qua mà qua. Coi như là thời gian thân thể, đối mặt hỗn độn lôi kiếp lực lượng tập kích, cũng cực không dễ chịu. Cùng thời khắc đó, mộ cốc thời quan chi nhận, hàng lâm mà đến, thiết các tại bạch y nam tử hư bạch như quan trên thân thể. Hỗn độn tỏa. Triệu Phong song chưởng đẩy, phóng xuất ra đại lượng hỗn độn chi lực. Này cổ hỗn độn chi lực hóa thành vô số đạo hỗn độn loạn lưu, lượng quanh tại Bạch Y Nam tử quanh thân, hình thành một vòng vây. Không. Bạch Y Nam tử theo Triệu Phong cùng mộ cốc trong công kích, khôi phục lại, lại phát hiện bản thân đã rơi vào trong khốn cảnh. Khóa. Triệu Phong hai tay hợp lại, kia hỗn độn loạn lưu cũng bỗng nhiên rút lại, hình thành một cái hôn ám chùm sáng, đem bạch y nam tử bao khỏa ở bên trong. Ông ông! Bạch y nam tử đôi mắt khép hờ, trên thân hình toát ra ánh sáng chói mắt, từng cổ một cường đại thời gian chi lực ba động mà ra. Triệu Phong, hắn muốn chạy trốn đi ra. Mộ cốc tức khắc nhắc nhở. Quan tộc thời gian thân thể tương đối đặc thù, thôi động huyết mạch bí pháp sau, có khả năng xuyên thấu vật chất, kia hỗn động tỏa, dĩ nhiên là khốn không nổi. Đương nhiên, chủ yếu là hỗn độn chi lực thôn vệ thuộc tính đối với thời gian chi lực hiệu quả không phải cực kỳ rõ ràng bằng không bạch y nam tự tránh thoát khả năng đem giảm mạnh hắn làm không được triệu phong ánh mắt chút ngưng bản nguyên chi lực điều động mà ra trong đầu triệu phong bệnh ra một giấc mơ cảnh nhập mộng triệu phong mắt trái ngưng mắt nhìn tại bạch y nam tử trên người sản sinh một cổ cực lớn hấp xả lực tức khắc chính đang thi triển bí thuật bạch y nam tử ý thức căn bản là không có cách tập trung bị triệu phong mắt trái hấp dẫn cùng thời khắc đó hỗn độn tỏa phát lực không ngừng thôn phệ bạch y nam tử lực lượng trong cơ thể bên kia mộ cốc nhân cơ hội tấn công hắn phóng thích ra thời gian công kích có khả năng xuyên thấu hỗn độn tỏa hàng lâm tại bạch y nam tử trên người tuy rằng uy lực cũng sẽ bởi vậy yếu bớt nhưng dù sao cũng hơn không có tốt bạch y nam tử thân thể liên tục trung động. Một mặt, hắn ý thức bị triệu phong nhập mộng hấp dẫn, về phương diện khác, hắn lực lượng trong cơ thể, bị hỗn động tỏa thông thả thôn phệ, đồng thời, hắn còn gặp phải mộ cốc công kích. Tại ba bên giáp công phía dưới, bạch y nam tử từ từ suy yếu xuống. Mỗi một khắc, hắn ý thức thả lỏng, bị triệu phong hút vào mộng cảnh không gian. Chỉ cần đi vào mộng cảnh không gian, coi như là thần vương, Triệu Phong đều có thể đánh chết. Oanh ầm. Bị vây ở hỗn độn tỏa bên trong Bạch Y Nam tử, thân thể không có dấu hiệu nào vỡ vụn, kể cả linh hồn cũng vẫn lạc. Không, thường thần sứ. Phương xa, Bắc Minh Huy cả kinh kêu lên. Hắn không nghĩ tới, quan tộc huyết mạch thường thần sứ lại bị Triệu Phong giết. Đi. Triệu Phong hừ nhẹ một tiếng. Không quan tộc dây dưa, trọng thương Bắc Minh Huy vô lực ngăn cản bọn họ. Hưu, U, U Tân vô ngân cùng Triệu Phong phân thân, lập tức lui ra phía sau, chuẩn bị rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, thiên địa tức khắc động lại. Một cổ áp lực lớn lao, hàng lâm mà tới. Sau một khắc, toàn bộ không gian tức khắc nhuộm đỏ, cũng dâng lên rào rạc hỏa diễm. Đại địa đang thiêu đốt, hư không cũng ở đây thiêu đốt, vào mắt hết thảy, đều dường như đang thiêu đốt. Mà thân ở nơi này mọi người, dường như cũng sắp bị nhen lửa loại cảm giác này thần vương triệu phong sắc mặt cứng đờ thật vất vả giải quyết phiền toái trước mắt sẽ phải lúc trời đi lại có thần vương đến đây là nghịch thiên phái viện binh sao không phải hộ pháp xa một bên bắc minh huy đồng dạng bị cổ lực lượng này nướng chín các ngươi đây là vội vã đi đâu một đạo tiếng cười khẽ truyền đến sau một khắc trước mọi người mới xuất hiện một lão giả, đặt mình trong vô cùng liệt diễm trong ánh lửa, mang theo nụ cười lạnh nhạt quan sát mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1519 Quần Chiến Thần Vương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1519 Quần Chiến Thần Vương, Luyện Mục Thánh Địa, chíp viêm thần vương. Xem đặt mình trong liệt diễm trong ánh lửa lão giả, bắc minh huy kinh lầm bầm một tiếng. Xem ra là vừa mới kia hai cái thần chủ báo tin. Tân vô ngân sắc mặt bỗng nhiên trầm, sớm biết như vậy, lúc trước liền trực tiếp giết thị huyết thần chủ hai người. Luyện ngục thánh địa thần vương. Triệu phong hơi chút thở phào. Trong mắt hắn, nghịch thiên phái thần vương, nếu so với phổ thông thánh địa thần vương cường đại rất nhiều. Tới người không phải nghịch thiên phái thần vương, hết thảy liền còn có chuyển cơ. Xem ra có thể là thời gian eo hẹp kề, luyện mục thánh địa chỉ có chích viêm thần vương một người tới rồi, mà bọn họ bên này nhân số đông đảo, cần phải có thể đối kháng. Ngươi biết lão phu? Chích viêm thần vương nhìn Bắc Minh Huy, đối với tên này có bổ thiên tộc huyết mạch tam trọng thiên thần chủ, hắn không một chút ấn tượng. Nhưng hắn cũng không để ý, dù sao mình thân là luyện mục thánh địa thần vương tại mang hoang thần vực danh khí khá lớn. Bắc Minh Huy, xem ra lúc này đây, các ngươi thiên cơ tộc lại muốn thất thủ. Thời điểm máu chốt, Triệu Phong bỗng nhiên nói. Thiên cơ tộc. Chíp viêm thần vương tức khắc sững sờ, âm trầm ánh mắt, ngừng mắt nhìn Bắc Minh Huy. Mấy năm trước, phần thiên hải trong, hai đại ngũ tinh thế lực cao tầng, toàn bộ ngã xuống. Kinh qua một đoạn thời gian điều tra, thánh địa liền suy đoán ra, đây hết thảy cùng thiên cơ tộc có quan hệ bắc minh huy trừng triệu phong một mắt nguyên bản hắn có khả năng thoát ly thần vương tầm mắt nhưng đối phương biết thân phận của hắn tình huống liền không giống thời khắc này bắc minh huy có thể tin tưởng cảm thụ được tới từ vị này thần vương sát ý đương nhiên triệu phong mục đích bắc minh huy cũng hết sức rõ ràng triệu phong là nghĩ bắc minh huy tạm thời liên thủ với bọn họ đối kháng thần vương xem ra các ngươi là tính toán phản kháng. Chíp viêm thần vương tự nhiên nhìn ra được triệu phong đám người còn có phản kháng ý tứ triệu phong mới vừa hành vi cũng là muốn kéo tới bắc minh huy này một chiến lực. sư bắc minh huy tới đến triệu phong bên này nghĩ đơn độc đào tẩu chỉ sợ là không có khả năng bây giờ chỉ có thể cùng triệu phong đám người cùng nhau đối kháng thần vương cường giả. hôm nay hậu bối thật là vô tri a. À chíp viêm thần vương hơi mang dễu cật cảm thán một câu. Vừa mới dứt lời, toàn bộ không gian độ ấm, bỗng nhiên kéo thăng, một cổ vô cùng cùng bạo hỏa diễm, hướng triệu phong đám người áp bách mà tới. Bây giờ này một mảnh hư không, dư thuộc tính lực lượng, cơ hồ bị bài xích hết sạch. Mà ở chíp viêm thần vương viên mãn hỏa chi pháp tắt dưới, dư áo nghĩa cũng đem bị lớn lao áp chế. Cũng chỉ có triệu phong cùng Bắc minh huy hỗn động chi lực, bị áp chế hơi chút tốt một chút, triệu phong cùng bắc minh huy bỗng nhiên ra tay phóng xuất ra to lớn hỗn độn chi lực oanh ầm vô cùng ánh lửa đụng vào hỗn độn chi lực vòng phòng ngự trên dấy lên một phen ngập trời sóng lửa mà vòng phòng ngự trong tân vô ngân cùng mộ cốc bỗng nhiên ra tay đối với chích viêm thần vương phát động tấn công hưu u u mộ cốc ngưng tụ thời gian chi lực phóng xuất ra một đạo ngưng thật thời gian lưỡi đao xuyên thấu hết thảy gào thét mà đi Tân vô ngân thôi động cự thần tộc huyết mạch, dựa vào to khổng lồ lực phách, liên tục quanh ra vô số đạo hỏa diễm quan trưởng. Còn dám phản công? Chíp viêm thần vương lộ ra một tia kinh ngạc, những người này không biết là ngu xuẩn vẫn là vô tri, lại dám hướng thần vương phát động tấn công. Âm. Chíp viêm thần vương bàn tay vung lên, giữa thiên địa vô cùng hỏa diễm lực lượng, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đoàn mặt trời cầu lửa, quanh kích mà ra. Thật mạnh công kích. Tân vô ngân sắc mặt hơi kinh hãi. Nếu là chính diện bị chích viêm thần vương công kích trúng đích, hắn hầu như chắc chắn phải chết. Oanh ầm, Kia to khổng lồ mặt trời cầu lửa, vừa vặn quay cùng một cái bọt sóng, liền thôn tính tiêu diệt tân vô ngân cùng mộ cốc công kích, bản thể chỉ ảm đạm vài phần. Mắt nhìn mặt trời kia cầu lửa mang theo kinh thiên áp bách mà đến, tân vô ngân cùng mộ cốc nhau nhau lui ra phía sau, sắc mặt trắng bệt. Hỗn thiên ba hỗn độn lôi kiếp trảm. Triệu Phong cùng mộ cốc bỗng nhiên ra tay, thi triển ra cường đại hỗn độn công kích, đánh phía viên kia cực nóng vô cùng mặt trời cầu lửa. Quanh phanh bồng hai người mãnh liệt chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng đang dệt tại lên, sau cùng đem mặt trời cầu lửa ngăn chặn xuống. Cũng không tệ lắm, lão phu xác thực xem thường các ngươi. Chíp viêm thần vương mỉm cười. Triệu Phong sắc mặt bỗng nhiên trầm, ở đây có hai đại tam trọng thiên, Triệu Phong thực lực, cũng giống như là tam trọng thiên thần chủ, tần vô ngân tuy là nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng là tiếp cận tam trọng thiên thực lực. Dưới tình huống như thế, lại khó khăn lắm cùng thần vương đối kháng. Trước hắn nghĩ, thế nhưng đẩy lùi thần vương, sau đó chạy trốn. Thời khắc này, Triệu Phong nhận thức đến, tự mình một mực xem nhẹ thần vương thực lực. Triệu Phong, ngươi quá ngây thơ, thần vương cường đại, dù cho chúng ta liên thủ, cũng nhiều lắm chống lại. Bắc Minh Huy chăm chọc nói. Hừ, thần vương cũng còn đang tam trọng thiên tầng thứ. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng. Mấy người bọn họ liên thủ, đầy đủ cùng chích viêm thần vương đối kháng, chủ yếu là Bắc Minh Huy bị thương quá nặng, nhưng lại tâm tồn quỷ kế, cũng không có ra tay toàn lực. Bạch. Thời không chi bào huy động, Triệu Phong đem ba bộ phân thân, thu tiến trữ vật không gian. Bọn họ tu vi hơi thấp, đối mặt thần vương cường giả không có nhiều tác dụng lớn chỗ, trái lại dễ dàng chết. Nhưng thu đi ba người này sau, Triệu Phong đem Diệt Thế Hắc Long phóng xuất. Thời khắc này Diệt Thế Hắc Long đã thuận lợi đột phá nhị trọng thiên. Suy cho cùng lần trước tiến nhập quan tộc thần quốc sau, Diệt Thế Hắc Long liền đã tới nhất trọng thiên, về sau Triệu Phong chém vết hai gã tam trọng thiên thần chủ lấy được chủ yếu tài nguyên, cũng cho Diệt Thế Hắc Long. Tiến lên. Triệu Phong hừ nhẹ một tiếng, sưu sưu sư sở hữu nhân viên lần nữa lao ra diệt thế hắc long mộ cốc còn có tân vô ngân phụ trách tấn công mà triệu phong bắc minh huy có hỗn độn chi lực có khả năng hữu hiệu ngăn trở chích viêm thần vương công kích chủ yếu phụ trách phòng thủ oanh phanh bồng đỏ như lửa trong thế giới kinh thiên nổ tung liên miên không ngừng thiên địa hỏa diễm dường như sôi trào điên cuồng thiêu đốt thời khắc này mọi người địa phương chiến đấu trở thành so với phần thiên hải còn phải cao hơn một cấp bậc cấm địa, phổ thông nhất trọng thiên thần chủ, thậm chí không dám đến gần. Đám người kia, Chích Viêm thần vương sắc mặt hơi rét. Trước mắt mấy người này dưới sự liên thủ, trong lúc nhất thời hắn lại có thể bị hạn chế lại. Trong mộ cốc đỉnh phong thời kỳ thực lực, tiếp cận thần vương cường người, ý cảnh cao thâm, kinh nghiệm cây độc, công kích tương đối hữu hiệu. Diệt thế hắc long cùng Tân Vô Ngân tại cùng giai trong cũng là vô cùng nhân vật mạnh mẽ, đặc biệt diệt thế hắc long hủy diệt bản nguyên, bị áp chế ảnh hưởng nhỏ lại. Hơn nữa trong tối, còn có tiểu tạc miêu, tùy thời mà động, phát động đánh lén. Càng máu chốt là, chiếc viêm thần vương công kích, bị Triệu Phong cùng Bắc Minh Huy ngăn trở. Triệu Phong hỗn độn chi lực, không kém gì Bắc Minh Huy, tương đương với có hai đại tam trọng thiên thần chủ, tại ngăn cản chiếc viêm thần vương công kích, yếu bớt uy năng. Hơn nữa, vừa ở không khe hở, Triệu Phong còn có thể đối với chích viêm thần vương, phát động đánh lén. Hỗn độn lôi kiếm Triệu Phong mắt trái trong, bắn ra một đạo lôi quan hỗn độn chi kiếm, bắn ra. Chích viêm thần vương hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa vô hình lực lượng, cuồn cuộn mà đi, nỗ lực suy yếu, ngăn trở hỗn độn lôi kiếm. Dời đi! Dời đi! Mắt trái trong, bản nguyên chi lực trao động. Đồng thời, Triệu Phong điều động tâm niệm lực lượng, trong lòng sản sinh một cái cường liệt ý nghĩ. Hắn ảo tưởng đem hỗn động lôi kiếm chuyển dời đến chích viêm thần vương phía trên. Vào thời khắc này, mộng tưởng thành thật năng lực phát động, Triệu Phong ảo tưởng biến thành sự thực. Bạch. Khi bị vô số hỏa diễm cản trở hỗn động lôi kiếm, đột nhiên biến mất. Gì? Một màn này lệnh chích viêm thần vương hơi hơi kinh ngạc, thậm chí cho là mình phán đoán sai lầm là Triệu Phong công kích quá yếu, bị trực tiếp tiêu diệt. Nhưng sau một khắc, hắn lần nữa cảm thụ được hỗn động lôi kiếm khí tức ba động. Hư, U, U Phốc. Chíp viêm thần vương phía trên, lôi quan chợt hiện, hỗn động lôi kiếm âm ầm, ầm hạ xuống, đâm vào chíp viêm thần vương đầu lâu trong. Cái gì? Thế nào xuất hiện ở phía trên? Chíp viêm thần vương nội tâm rất là chấn kinh. Loại tình huống này, bình thường là vận dụng không gian pháp tắc lực lượng, nhưng vừa mới, hắn không có cảm thụ được bất kỳ không gian ba động. Hí, y y, y, y chích viêm thần vương hí một tiếng, hơi hơi lay động phía dưới, âm lệ ánh mắt, tức khắc rơi vào triệu phong trên người. Lại có thể không có gì sự tình tự như. Triệu phong nội tâm thầm kinh hãi, Hắn hỗn động lôi kiếm, hầu như có thể nháy mắt diệt sát phổ thông nhị trọng thiên, tam trọng thiên Bắc Minh Huy đều hết sức kiên kỵ nhưng hỗn độn thần kiếm chính xác đâm trúng chích viêm thần vương đầu lâu, nhưng thật giống như không ảnh hưởng nhiều lắm tự như. Bất quá, tại Bắc Minh Huy xem ra, Triệu Phong mới vừa hành vi, đã là kinh vi thiên nhân. Nhị trọng thiên thần chủ, có thể thương tổn được thần vương cường giả, đơn giản là mới nghe lần đầu. Đồng thời, Bắc Minh Huy càng thêm coi trọng Triệu Phong thứ chín thần mâu năng lực, thậm chí ngay cả thần vương cường giả, đều khó mà phát hiện. Luyện ngục chi hải chíp viêm thần vương hét lớn một tiếng, xong trưởng vương ra, viên mãn hỏa chi pháp tắt phóng thích mà ra. toàn bộ thiên địa độ ấm đột nhiên tăng, hỏa diễm điên cuồng tăng vọt. lấy chíp viêm thần vương làm trung tâm, một đoàn huyết hồng sắc hỏa diễm ầm ầm khuếch tán ra tới. tân vô ngân, mộ cốc, diệt thế hắc long ba người, bị này cổ bỗng nhiên bạo phát lực lượng, tức khắc đánh bay hơn mười dặm xa, nhao nhao học máu, sắc mặt khó coi chi cực. triệu phong ngươi chọc giận thần vương. Bắc Minh Huy quát to một tiếng. Vừa mới chích viêm thần vương rõ ràng không có ra tay toàn lực, lúc này bất đồng. Thần vương thì như thế nào? Triệu Phong sắc mặt một lệ. Thần đàn bên trong, một cổ phủ đầy bụi lực lượng, bỗng nhiên điều động mà ra. Ông ông Triệu Phong bàn tay vung lên, một đoàn hôn ám hỗn loạn hỗn động lực lượng, bỗng nhiên xuất hiện. Này cổ lực lượng xuất hiện sát na, giữa thiên địa hỏa diễm lực lượng, lại bị hấp thu một bộ phận. Này cổ hỗn độn chi lực, chính là ban đầu ở bổ thiên tộc truyền thừa mà, kia thần vương tàn niệm, phong ấn tại triệu phong trong cơ thể. Đây là thần vương cấp bậc hỗn độn chi lực. Chíp viêm thần vương sắc mặt kinh hãi. Cổ kia thần vương cấp bậc hỗn độn chi lực, rõ ràng trải qua thập phần lâu đời thời gian, uy năng có suy yếu. Này cuối cùng là hỗn độn chi lực, hấp thu thần vương cấp bậc hỏa diễm lực lượng sau, uy năng bắt đầu tăng trưởng ôông triệu phong tay cầm cổ lực lượng này đem ngưng tụ thành một thanh hỗn độn thần kiếm bỗng nhiên phóng xạ mà ra giờ khắc này chip viêm thần vương đều trận địa sẵn sàng đón quân địch không dám khinh thường song chưởng huy động ánh lửa ngưng tụ đến hình thành một con cháy bừng bừng phượng hoàng bạo triệu phong bỗng nhiên vừa quát Chip viêm thần vương có chuẩn bị cho dù hỗn độn thần kiếm trúng đích phỏng chừng cũng có thể chặn. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp kiếp nổ cổ lực lượng này. Oanh âm. kia vừa mới đến gần chích viêm thần vương hỗn động lôi kiếm, trực tiếp vỡ ra tới. Một đoàn hôn ám đen như nước sơn vặn vẹo lực lượng, khuếch tán ra tới, thôn vệ phụ cận hết thảy. Đối mặt này cổ bỗng nhiên nổ tung hỗn động chi lực, chích viêm thần vương ngưng tụ ra cháy bừng bừng phượng hoàng từ từ vỡ vụn, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, lui ra phía sau nửa bước. Tiểu tử, ngươi dám? Chích Viêm Thần Vương giận tím mặt, bị một gã nhị trọng thiên thần chủ thương đến, đây quả thực là cuộc đời hắn trong khó mà xóa đi vết bẩn, sỉ nhục. Nhưng nói được nửa câu, thần sắc hắn liền bình tĩnh xuống. Bên kia, Tân Vô Ngân đám người cực kỳ chấn động. Triệu Phong làm sao sẽ thần vương tầng thứ hỗn độn chi lực? Bắc Minh Huy nội tâm rung động. Nếu như ngay từ đầu, Triệu Phong sử dụng cổ lực lượng này hắn sớm liền chết không có chỗ chôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1520 Ngụy Tổ Khí Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1520 Ngụy Tổ Khí, Triệu Phong làm sao sẽ thần vương tầng thứ hỗn độn chi lực? Bắc Minh Huy nội tâm rung động nếu như ngay từ đầu triệu phong sử dụng cổ lực lượng này hắn sớm liền chết không có chỗ chôn có thể dù cho như vậy triệu phong đám người cũng khó mà đẩy lùi chíp viêm thần vương triệu phong trong cơ thể thần vương cấp thần lực nhất định là có hạn thời gian dài chiến đấu đi xuống mọi người như trước sẽ bại nhưng vào lúc này bắc minh huy bỗng nhiên cảm giác được cái gì lộ ra vẻ mỉm cười hộ pháp rốt cục tới xa một bên chích viêm thần vương sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Tự hồ. Không thích hợp. Triệu Phong nhận thấy được một tia dị thường, đồng thời, hắn mắt trái hơi hơi nhảy lên. Bỗng nhiên, một cổ kinh thiên động địa áp bách, hàng lâm giữa thiên địa. Toàn bộ thiên địa, tức khắc trung lên, Triệu Phong đám người thân thể, dường như bị to khổng lồ nền gõ, trầm xuống phía dưới. Cẩn thận. Triệu Phong hét lớn một tiếng, chuẩn bị ly khai nhưng vào lúc này, mọi người phía sau xuất hiện một gã lão giả cao lớn. Hắn không lưng lưng còng, da dẻ thô ráp như ngàn năm cổ mộc, trên có vô số kỳ lạ phong cách cổ xưa hoa văn, chính là nghịch thiên phái hộ pháp. Hộ pháp xuất hiện sát na, bàn tay vung lên, một cổ màu bạc lưu quan như hình quạt quanh kích mà ra. Quanh âm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, triệu phong đoàn người đều bị hộ pháp đột nhiên đánh lén liên lụy mọi người vội vã thi triển phòng ngự bí pháp nhưng ở kia đến màu bạc lưu quang phía dưới mọi người phòng ngự thủ đoạn dường như giấy yếu đuối không chịu nổi toàn bộ vỡ vụn phốc triệu phong đoàn người đều bị đánh bay hơn 10 dặm xa sắc mặt trắng bệch đồng thời phun máu cũng may hộ pháp mới vừa rồi là bỗng nhiên ra tay vẫn chưa giữ lực bằng không mọi người tính mạng tự chịu hô hộ pháp bàn tay hơi hơi chuyển động thiên địa hư không tức khắc động lại trở nên vô cùng chậm rãi. Cùng lúc đó, Triệu Phong vừa mới phúng ra một ngụm máu lớn, ngưng tụ thành một viên giọt máu, bay đến hộ pháp trong tay. Thiên cơ tộc hộ pháp. Triệu Phong sắc mặt âm trầm xuống. Bây giờ, hai gã thần vương trình diện, mà Triệu Phong, mộ cốc, tân vô ngân đám người, đều trọng thương, cơ hồ là không có khả năng phản kháng. Huống chi, tại Triệu Phong trong lòng, thiên cơ tộc hộ pháp thực lực, so với bình thường thần vương hiếu thắng rất nhiều. Đến mức hộ pháp vì sao đem huyết dịch của mình lấy đi, hắn thì không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hộ pháp, hoàn hảo ngài đúng lúc tới rồi. Bắc Minh Huy tức khắc cười một tiếng. Hắn cũng không thích, sinh mệnh bị nó thần vương trưởng khống cảm giác. Bắc Minh thần sứ, còn lại người đây. Hộ pháp sắc mặt bình thản, chậm rãi hỏi. Tức khắc, Bắc Minh Huy sắc mặt cứng đờ, tâm thần hơi hơi đậu sắc nhưng đối mặt hộ pháp, hắn không dám nói một điểm lời nói dối. Thường thần sứ, còn có thiên tịch, bá long chờ ba đại điện vương, lúc trước bị triệu phong đoàn người giết. Một đám đồ vô dụng. Hộ pháp thanh âm lạnh lẽo. Rõ ràng chỉ cần ngăn chặn thứ chính thần mâu là được, nhưng Bắc minh huy đám người, lại tổn thất thảm trọng như vậy, còn thiếu chút nữa để cho triệu phong chạy. Bắc minh huy tức khắc nửa quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ sợ hãi thỉnh hộ pháp tha thứ. Các hạ quá không đem lão phu để vào mắt đi. Nhưng vào lúc này, chích viêm thần vương một mặt bất mãn nói. Hộ pháp đến đây sau, căn bản không lý chích viêm thần vương, không coi ai ra gì răng dạy thủ hạ, này lệnh chích viêm thần vương cảm thấy thật mất mặt. Nhưng mà, hộ pháp kế tiếp một câu nói, kém chút lệnh chích viêm thần vương học máu. Ta đích xác không đem ngươi để vào mắt. Hộ pháp lạnh lùng nói thiên cơ tộc vị miễn quá điên cuồng ngang ngược đi, nơi này chính là luyện ngục thánh địa địa bàn. Chíp viêm thần vương sắc mặt hơi giận, cũng không khách khí cái gì, trực tiếp quát lên. Nhưng vào lúc này, phương xa xuất hiện vài cổ cường đại khí tức ba động, không đến khoảnh khắc, vài tên thần chủ cường giả, đến chỗ này. Trong lúc này có hai gã tam trọng thiên, bốn gã nhị trọng thiên, tất cả đều là luyện ngục thánh địa thần chủ cao tầng. Mang hoang thần vực, hết thảy đều là dựa vào thực lực hộ pháp đối chọi gay gắt tại luyện ngục thánh địa cường giả tới rồi sau không lâu sau nghịch thiên phái một phương lại một tên người khoác áo trắng thiên thần sứ mang theo ba tên điện vương tới rồi nơi này là bắt triệu vũ phỉ thiên cơ tộc phái ra như vậy đội hình do này có thể thấy được đối phương đối với triệu vũ phỉ cùng với triệu phong coi trọng hai đại thế lực thực lực càng ngày càng lớn mạnh thời khắc này cho dù triệu phong một phe này đều ở đây đỉnh phong trạng thái đều đối kháng không trúng bất kỳ bên nào nhưng là sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ luyện ngục thánh địa cùng nghịch thiên phái cũng nghĩ ra được thứ chính thần mâu hơn nữa nơi này là luyện ngục thánh địa địa bàn thánh địa nhân thủ rõ ràng tương đối nhiều hơn nữa triệu phong đám người mới vừa rồi bị hộ pháp trọng thương thời khắc này thực lực tại hai phương thế lực trong mắt bé nhỏ không đáng kể thậm chí còn bị không chú ý ngươi xác định muốn cùng ta tranh đoạt thứ chính thần mâu. Chíp viêm thần vương mặt mang vẻ mỉm cười hỏi. Nơi này là luyện ngục thánh địa địa bàn, hắn ra lệnh một tiếng, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập mà tới. Tranh đoạt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, không có tư cách cùng ta tranh đoạt. Hồ Pháp từ đầu đến cuối, bình thản như cũ. Ha ha, để ta biết một chút về thiên cơ tộc cường giả, đến tộc cùng mạnh bao nhiêu chíp viêm thần vương cất tiếng cười to vừa mới dứt lời thiên địa tức khắc thiêu đốt mà lên vô cùng hỏa diễm hướng chíp viêm thần vương tụ tập mà đi chíp viêm thần vương dường như một viên cực nóng mặt trời chói mắt không gì sánh được chiếu rọi ra đỏ tươi hỏa diễm quang huy hơn nữa chung quanh hắn tụ tập lực lượng càng ngày càng lớn mạnh dường như chính từ từ dân lên liệt nhật nhiệt độ không ngừng kéo thăng phụ cận thần chủ đều có loại thở không nổi cảm giác mà toàn bộ không gian đều thiêu đốt mà lên dường như muốn hòa tan đối mặt thiên cơ tộc thần vương cường giả chích viêm thần vương không giữ lại chút nào thậm chí là toàn lực ứng phó cho thấy lực lượng mạnh nhất triệu phong đoàn người lập tức lui về phía sau một khoảng cách chỉ thế thôi sao hộ pháp sắc mặt như trước bình thản như cũ bạch bàn tay hắn vung lên một thanh kim hồng sắc chói mắt quạt lông xuất hiện ở tay này thanh kim hồng sắc quạt lông do tầng tầng lớp lớp lông vũ tạo thành tản ra chói mắt cực nóng kim hồng liệt diễm này quạt lông xuất hiện sát na kia kim hồng sắc hỏa diễm liền phóng thích mà ra giữa thiên địa huyết hồng hỏa diễm tức khắc lui khỏi vị trí ba phần uy năng từ từ yếu bớt mà chíp viêm thần vương trên người tụ tập hỏa diễm uy năng cũng ảm đạm vài phần giữa thiên địa ngọn lửa vô hình lực lượng hướng kia kim hồng quạt lông tụ tập mà đi kia kim hồng hỏa diễm càng ngày càng vượng, mơ hồ thấy một con kim ô hư ảnh, chấn nhân tâm phách. Đây chẳng lẽ là tổ khí phần ngục. Chíp viêm thần vương ánh mắt đờ đẫn, tâm thần mãnh liệt trung rẩy. Hỏa chi pháp tắc chí cao tổ khí, phần ngục, sở hữu hỏa chi pháp tắc người tu hành tha thiết ước mơ bảo vật. Nhưng là, cái này tổ khí thái cổ thời kỳ liền vỡ vụn. Tổ khí phần ngục sao? Triệu phong mặt lộ vẻ chấn động tại đây đem quạt lông vô hình uy thế, tự mình có ba cái tổ khí tàn phiến, cũng hơi rung rung. hô, Hồ. Hồ Pháp vận chuyển thần lực, dung nhập trong tay quạt lông bên trong. Tức khắc, kia quạt lông bốn phía hỏa diễm hư ảnh, bạo tăng gấp trăm lần có dư, dường như một thanh che khuất bầu trời hỏa diễm chi phiến. Âm Hồ Pháp dùng lực vung lên, chỉ thấy một con kim hồng sắc kim ô, theo quạt lông trong gào thét mà ra. Giữa thiên địa, vô cùng hỏa diễm tức khắc phản chiến, trở thành nó trợ lực. Chíp viêm thần vương cảm giác, tự mình từ từ mất đi đối với cái này thiên địa trưởng khống, thậm chí ngay cả phóng thích ra hỏa diễm công kích, đều bị nhất định áp chế. Không. Điều đó không có khả năng là tổ khí phần ngục. Chíp viêm thần vương hét lớn một tiếng. Bạch. Trong tay hắn xuất hiện một căn kim hồng sắc lông vũ, đây chính là tổ khí phần ngục tàn phiến một trong đối mặt hộ pháp cường đại một kích, chích viêm thần vương toàn lực ứng phó, thôi động tổ khí tàn phiến, phóng xuất ra một cái nóng rực vô cùng màu đỏ dịu nhật. Quanh phanh một con kim hồng sắc kim ô, hung hãn đánh về phía kia màu đỏ dịu nhật, vô cùng vô tận hỏa diễm phong bạo, vào giờ khắc này hướng thiên địa bát phương tịch quyển mà đi. Lui ra phía sau. Mau bỏ đi lui. Ở đây, trừ hai đại thần vương bên ngoài, sở hữu cường giả nhau nhau lui về phía sau cự ly chíp viêm thần vương hơi gần vài tên nhị trọng thiên thần chủ, không kịp rút lui, bị vô số hỏa diễm tập kích. Triệu phong một nhóm người, cự ly chiến trường khá xa, nhưng ở này cổ hỏa diễm phong bạo phía dưới, như trước cảm giác toàn thân nóng bỏng, thể nội huyết mạch thần lực, tự hồ bốc cháy lên. Triệu phong lập tức thôi động mắt trái, nhìn ở giữa chiến trường. Chỉ thấy, con kia kim hồng sắc to khổng lồ kim ô, đem kia huyết hồng dịu nhật, xé vỡ thành hai mảnh, hướng chích viêm thần vương đột kích mà đi. Bất quá lúc này con kim ô này cũng ảm đạm vài phần, uy năng suy yếu. Viêm nhật hộ thể. Chích viêm thần vương lập tức thôi động phòng ngự bí kỷ Vô cùng hỏa diễm tại hắn thân thể bốn phía, hình thành một cái màu đỏ hỏa diễm vần sáng, đem bảo hộ ở trong. Oanh âm. Kim hồng kim ô đột kích mà đến, chích viêm thần vương thân hình bay ngược mà ra, phòng ngự vần sáng, bành két, một tiếng vỡ vụn. Chíp viêm thần vương rất nhanh ổn định thân hình, thân hình chật vật nhìn chầm chầm hộ pháp. Này không phải chân chính tổ khí, mà là ngụy tổ khí. Chíp viêm thần vương khẳng định nói. Hắn trong tay mình đều có một kiện phần ngục tổ khí tàn phiến, nguyên do hắn mới khẳng định, hộ pháp trong tay không phải tổ khí phần ngục, mà là lợi dụng phần lớn tổ khí phần ngục tàn phiến, đúc lại ngụy tổ khí. Có chân chính tổ khí thần vương, đều có thể xưng là chúa tể. Hồ pháp cực kỳ rõ ràng không phải, có thể tức là như vậy, ngụy tổ khí uy lực, cũng vô cùng tiếp cận chân chính tổ khí, không phải chích viêm thần vương có khả năng chống lại. Hộ pháp cũng không am hiểu hỏa chi pháp tắc, nhưng thôi động ngụy tổ khí, lại đã thương chích viêm thần vương. Nếu như hộ pháp am hiểu hỏa chi pháp tắc, chích viêm thần vương chỉ sợ cũng không chỉ là hiện tại cái dạng này. Đích thật là ngụy tổ khí. Mộ cốc nỉ non nói. Triệu phong tâm thần cả kinh, mạnh mẽ như vậy uy năng, cũng còn chẳng qua là ngụy tổ khí. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến, rõ ràng có phần ngục tàn phiến thiên tịch thần chủ, lúc trước trong chiến đấu vẫn chưa sử dụng. Nguyên lai, thiên cơ tộc đã đem chỉ có tổ khí tàn phiến, nấu lại đúc lại, đúc thành một kiện ngụy tổ khí. Không sai. Hồ Pháp gật đầu, trong tay ngụy tổ khí tiêu thất. Xa một bên, chích viêm thần vương thấy như vậy một màn khuôn mặt dãy dùa. Cho dù không phải chân chính tổ khí phần ngục, hắn cũng thập phần khát vọng món đó ngụy tổ khí, món đồ này thậm chí so với thứ chính thần mâu hấp dẫn hơn hắn. Suy cho cùng thần mâu không nhất định có thể dung hợp thành công, nhưng ngụy tổ khí nhưng không tồn tại vấn đề này, một khi tới tay, là có thể luyện hóa thành vì mình. Nhưng là, chích viêm thần vương biết, mình không phải là nghịch thiên phái hộ pháp đối thủ, ngụy tổ khí không có duyên với hắn chíp viêm thần vương còn có luyện mục thánh địa đông đảo thần chủ, chậm rãi lui về phía sau. Bọn họ đã rời khỏi tranh đoạt, nhường ra thứ chín thần mâu. Triệu Phong, chúng ta lại gặp mặt, lúc này đây trở lại thần quốc bên trong, cũng đừng sẽ rời đi. Lúc này, hộ pháp nhìn Triệu Phong, lộ ra làm người sợ hãi dáng tươi cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.